Chùa Quán Thế Âm tổ chức cộng tu một ngày Chủ nhật hàng tuần và phóng sanh. Đại Đức Thích Nhất Nhàn thuyết giảng 10 công đức lễ Phật phần 2. Thời gian ngày 24 tháng 3 năm 2024 nhằm ngày 15 tháng 2 năm Giáp Thìn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hỷ diện đạo tràng, chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh như pháp. Chúng con xin thành tâm cung thỉnh ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn cùng chư tôn đức khởi xướng niệm Phật cầu gia bì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, túc liễm thân tâm rèn giới đức, trao dồi tánh thể luyện chân kinh, nguyện báo Phật ăn gìn hệ mạng, truyền lưu thế thế độ mê tình. Chúng con khi sinh ra trong thời mạt pháp mà được biết đến pháp môn Tịnh Độ, đó là phước duyên rất lớn. Và biết được những lời chư tổ đã chỉ dạy, đặc biệt là bộ pháp ngữ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao được sư phụ truyền bá và giảng dạy cho đệ tử chúng con. Dù thời gian đại lễ xây dựng chùa Quán Thế Âm cận kề sắp đến, nhưng vì lòng đại từ của người mà vẫn luôn miệt mài trao dồi kiến thức, những lời Phật dạy, những lời chư tổ dạy để truyền bá và chỉ dạy cho chúng con, để chúng con làm hành trang từ lượng Tịnh Độ trên bước đường tu học và giải thoát. Hạnh phúc thay, được nghe lời Phật dạy, giờ này chúng con xin được giữ tâm ý mình thanh tịnh để đón chờ những lời pháp âm vi diệu của sư phụ, để được hiểu và hành theo lời chư Phật, chư tổ đã chỉ dạy. Giờ này đạo tràng thanh tịnh, tăng bảo trang nghiêm, chúng con xin thành tâm đê đầu khải thỉnh ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn đại từ đại bi ban bố đôi lời pháp nhũ cho hàng đệ tử chúng con được trượng thừa công đức. Chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu hiện diện cũng như đang xem trực tiếp trên internet. Hôm nay ngày 21 tháng 3 năm 2024 nhằm ngày 15 tháng 2 năm Giáp Thìn. Hôm nay thầy giảng cái công đức thứ hai trong 10 công đức lễ Phật, đó là công đức nói ra điều gì ai cũng tin dùng. Dạ, A Di Đà Phật. Thưa quý vị, pháp hội của mình lấy lễ lạy xưng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà làm chánh hạnh, lấy thêm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, lễ lạy xưng niệm làm trợ hạnh, chung với lại lấy thần chú của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn cũng làm trợ hạnh, tụng cuốn kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, đó là cái pháp của Tổ sư Ấn Quang hành trì. Thì cái công đức lễ Phật, nếu ai chịu miệt mài tinh tấn nỗ lực để lễ Phật, thì Tổ Ấn Quang khai thị có chỉ dạy đó là nghiệp mình được tiêu trừ, trí tuệ được phát sanh, phước đức được tăng trưởng. Nếu mà quý vị chỉ đem tiền của cải vật chất
đem đi cúng dường thì nó chỉ được phước đức thôi. Nếu ai mà khéo lắm đem cái tiền đó mà đổi sang công đức phóng sanh, công đức in kinh, công đức in tượng Phật, công đức xây chùa hoặc là phòng trợ niệm cho người niệm Phật vãng sanh, thì người này họ có căn lành thì họ chuyển cái đồng tiền phước đức hữu lậu. Hữu lậu nghĩa là họ tạm dùng trong đời này, đời sau họ không xài được, không mang theo được. Mà nếu mà họ chịu làm phước và chịu làm công đức thì họ mang đi đời sau họ xài được. Nhưng mà có một số những người cái phước của họ kém, họ không có đủ đồng tiền để họ làm. Có những người cái căn lành họ kém, họ có tiền rừng bạc bể, tỷ phú mà họ làm không được, đúng không? Những người họ rất giàu mà kêu bỏ tiền ra phóng sanh thì không bao giờ. Bỏ tiền ra in kinh hoặc xây phòng trợ niệm hoặc đúc chuông, xây chùa thì họ kêu bỏ ra mất, không bao giờ họ làm được. Họ không tin được cái đạo lý nhân quả này. Thì họ xài một đời cho con cháu họ xài, đôi khi chưa hết một đời đã hết rồi. Nhưng mà nếu mà mình chịu lễ Phật, mình không có tiền nha, mình không có đồng tiền nào hết trơn, chịu lễ Phật, chịu niệm Phật, chịu trì chú, chịu niệm Quan Âm, thì trong này Tổ sư Ấn Quang nói là phước sanh, tội tiêu, trí rạng, chướng tầng. Chướng đó là nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Thì cái công đức mà lễ lạy xưng niệm nó vẫn thù thắng hơn là phước đức đem đồng tiền đi cúng dường. Lẽ dĩ nhiên là mình đem đồng tiền đi cúng dường đó là một loại phước báo. Mà phước báo nếu mà mình chấp vào để mà đời sau mình làm người mình hưởng hoặc là mình sanh lên mình cõi trời để mình hưởng thì nó là một loại phước báo hữu lậu, không tốt. Mà đem cái phước báo tức là cái đồng tiền mình sẵn có, mình có miếng cơm thì mình chia cơm, mình có miếng áo thì mình xẻ áo, gọi là chia cơm xẻ áo. Ăn quả ngon phải toan lấy hột, gieo lại mà mai mốt còn ăn. Nhược bằng hưởng trái hột băng, ngày mai thèm khát xin ăn nhà người. Kêu họ chịu làm phước báu đã là khó rồi, mà bây giờ kêu họ lạy Phật, tượng cốt, tượng xi măng, tượng giấy, tượng đá, tượng đồng, thấy coi như là hàng ngày lạy hoài mà không thấy Ngài nói gì, không thấy Ngài coi như là ban phước cho mình cái gì. Thì thường bọn phàm phu chúng ta là muốn mì ăn liền, lạy một cái là tự nhiên sao nó bệnh hết liền, lạy một cái tự nhiên mình xấu một cái được đẹp liền. Mà không ngờ là cái tội mình nó nặng quá, cho nên hình ra mình lạy nó đang tiêu ở trong đó. Cho nên bọn phàm phu mình nó có một cái chướng ngại là tội tiêu mà mình không biết. Hàng ngày mình lạy Phật, như hồi sáng mình lạy Phật nửa tiếng, đi kinh hành nửa tiếng, quý vị biết tiêu bao nhiêu không? Tiêu nhiều lắm, nhưng mà mình không biết. Nhưng mà khi mình làm tội mà tội tăng lên mình cũng không biết. Cho nên ra các hàng Bồ Tát là làm phước nhưng mà không chấp vào phước, cho nên phước tăng trưởng. Và không dám làm những cái nhân ác, cho nên thành ra tội không có. Còn bọn phàm phu mình thì làm ác thì khỏi phải bàn đi. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu là năm cái nghiệp ác này là thường do cái động lực của khởi hoặc tham sân si nó khởi lên, bắt đầu nó tạo năm cái nghiệp là sát, trộm, dâm, dối liên tục. Mà vừa khởi niệm là nó đã thành tội rồi. Mà mình không biết. Vì không biết cho nên cứ tạo hoài cho đến lúc xuống địa ngục A Tỳ luôn. A là không, Tỳ là không có thời gian để ra. Vô gián luôn. Để người ở trong địa ngục họ chịu khổ, cái chịu khổ họ không cùng tận. Mà còn nếu người nào chịu lễ Phật, chịu tu tập thì cái niềm vui của họ cũng không cùng tận. Nhớ nha, cái định luật của cái thể tánh của mình khi mà bị gọi là nghiệp chướng nó ngăn che mà bị đọa lạc rồi thì khổ không cùng tận. Một ngày, một đêm ở địa ngục là quý vị biết cái khổ sống chết không biết bao nhiêu ngàn lần.
người ở cõi trời họ hưởng cái phước họ an vui, mà người ở cực lạc nữa thì thôi họ an vui cỡ nào quý vị biết không? Cho nên thành ra cái câu mà cổ tổ sư Ấn Quang nói là người thường lễ lạy xưng niệm danh hiệu Phật Bồ Tát, nghiệp người đó tiêu, trí người đây rạng. Thường cái nghiệp của người đó tiêu là trí huệ nó phát sinh. Ví dụ như là họ lễ Phật thời gian cái họ thấy rượu họ không muốn uống nữa, họ nhìn rượu họ ngán ngẩm, thì bắt đầu là căn lành của họ tăng trưởng và phước họ sanh, bắt đầu trí tuệ họ bắt đầu phát sanh. Họ lễ Phật, họ niệm Phật thời gian cái họ thấy đồ mặn họ không ăn nữa, họ thấy tanh thôi họ không ăn nữa. Thì khi mà họ không ăn đồ mặn nữa rồi, cái bắt đầu trong cơ thể họ thân thì mạnh khỏe, trí tuệ thì sáng suốt, bảo dưỡng sức khỏe lâu dài, lâu già. Bắt đầu họ hiểu ra tự nhiên cái nghiệp nó tiêu là cái trí huệ đó, cái sự nhận định của họ khác liền. Cho nên thành ra chịu lễ Phật cho nhiều vào. Mà cái phương cách lễ Phật thì buổi sáng hôm nay quý vị thấy lễ nửa tiếng chưa là gì hết, một tiếng chưa là gì. Đây có cô Hải của xây cái nhà trọ bên ngoài đây nè, con nói là cái phương cách của sư phụ là con lại 2 tiếng không mệt. Tức là cái tốc độ lại rất chậm, và cái niệm Phật không nhanh lắm nhưng mà nó đều đặn, nó không có gián đoạn. Thì cái cách mình lại không nhanh cho nên nó không mệt, và cái cách niệm Phật mình không gián đoạn cho nên tâm mình nhiếp vào câu Phật hiệu cho nên nó không có bị phiền não, nó không có chán. Cái gì coi lại cái cách lễ Phật hôm tuần trước thầy Tánh có lễ Phật để quý vị xem. Cho nên khi đọc đến cái đoạn mà Tổ Ấn Quang nói là người chịu lễ Phật thì nghiệp người ta tiêu, nghiệp chướng người ta tiêu, phước người ta bắt đầu sanh. Mà cái phước của người lễ Phật, họ trường kỳ, họ chịu đựng, họ tinh tấn, họ lễ Phật, thì cái người mà cúng dường bảy báu là tiền bạc vàng của sa cừ ma đảo san hô á, mà đem đi bố thí cúng dường á, thì không bằng người lễ Phật xưng niệm danh hiệu Phật. Bởi vì cái phước của cái người mà có được của cải gọi là tỷ phú đại gia đó, là cái phước họ tích cái đời trước, rồi họ có đời này hoặc đời này họ tích họ có, rồi họ đem đi họ phát tâm bố thí cúng dường, thì nó vẫn là chỉ là cái phước báo hữu lậu. Còn cái người mà lễ Phật là nó có cái công đức, mà công đức là cái nền tảng để nó sanh ra phước đức. Công đức là cái bộ rễ, là cái gốc. Còn phước đức đó là nó hoa trái. Phước đức tức là mình có tiền của vật chất đó để mình hưởng thụ, đó là hoa trái. Nhưng mà mình không biết bón phân tưới nước cái gốc, thì thời gian cái là nó ra hoa trái nhiều quá rồi cái cây nó chết. Quý vị để ý, cái người mà hưởng phước tạo nghiệp thời gian nhìn người ta thê thảm lắm. Nằm giường bệnh mấy chục năm, rồi phiền não ha, rồi gặp cái việc gì cũng bất an, rồi gia đình cứ lộn xộn. Họ có phước, họ hưởng phước, họ tạo nghiệp mất à. Còn cái người mà họ có phước rồi mà họ chịu công phu tu tập nữa thì người này rất là đạt. Cho nên cái bà Lilihu mà họ Thượng Tịnh Không vẫn tán thán bà này. Con của một ông giám đốc hãng bay Thiệp Hai ở bên Hồng Kông, người bà nhỏ, thầy có qua gặp ở bên Hồng Kông một lần tham dự Pháp hội năm 2014. Nhìn người bà nhỏ, cái tướng của bà, cái phước tướng không nhiều, nhưng mà cái phước báu về của cải vật chất của bà nó quá lớn. Mỗi lần mà Hòa Thượng mổ có cái Pháp hội là 5-7 tỷ thì bà bỏ ra một cái mộ. Không là gì với bà hết trơn. Một cái hội trường quý vị biết 10.000 người, 10.000 người một cái hội trường. Trời ơi, thầy qua thầy thấy coi như là cần cẩu máy quay phim nó nằm đầy hết trơn, mà chiều ngang như vậy là khoảng 50 mét, chiều dài là mấy trăm mét như vậy, mà toàn bộ là miễn phí. Mình thấy cái phước của Hòa Thượng Tịnh Không, Bồ Tát mới làm được chuyện này, gặp được hộ pháp để mà hội trì tam bảo như vậy. Mà họ càng làm là họ càng giàu. Nhưng mà đặc biệt bà Lilihu này, bà làm phước mà bà tu rất quyết liệt. Không phải là bà làm phước không mà không tu, mà thường cái người làm phước không tu là người ta ngã mạng. Mà thường cái người mà họ càng làm phước họ càng tu thì cái tâm khiêm hạ, cái tâm cung kính của họ rất lớn. Cho nên thành ra là cái người mà họ chịu lễ Phật, niệm Phật, họ công phu á, thì cái phước báu của những người mà họ có của cải vật chất á, họ đi cúng dường á, so với cái người mà họ công phu thì không bao giờ bằng được.
Quý vị để ý đi, những người họ nghèo nghèo, họ xấu xấu, họ khổ khổ mà chịu khó họ cũng phu 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm. Quý vị thấy cảnh giới của họ khác liền. Cảnh giới tức là cái cuộc sống, rồi nhà cửa, rồi những người xung quanh với họ đông lên, và cái sức ảnh hưởng của họ và cái sức nhiếp thọ của họ để lo cho những người khác á, thừa khả năng. Thừa khả năng là bởi vì do cái công đức lễ Phật nó tác động vào trong tự tánh, gọi là tự tánh công đức lực. Và tự tánh công đức lực này bắt đầu nó mới phát sanh ra những cái tâm bố thí, cúng dường, từ bi, hỷ xả, trí tuệ, vân vân. Cho nên hôm trước Thầy Tánh có đọc Tổ Hồng Quang nói là ba cái lực đó là tự tánh công đức lực, Phật lực và Pháp lực, thì phải có danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát và thần chú để bi tác động vào trong tự tánh của mình thì nó mới hưng khởi được. Chỗ này là cái chỗ sâu sắc, cực kỳ sâu sắc của lời Tổ Sư Hồng Quang. Ví dụ mình nói là mình có Phật tánh, mà bây giờ làm sao để cái Phật tánh này nó hưng khởi, nó tạo ra được một cái cảnh giới hay là một cái phước báu. Bọn phàm phu mình để kêu tự tánh để mà nó hưng khởi ra, có được ngũ thông, thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, mình làm được khó, khó lắm. Nhưng mà phải có một cái pháp nó tác động vào. Thì cái pháp mà tác động vào thì Tổ Sư Hồng Quang nói là cái câu Phật hiệu, danh hiệu Quan Âm và thần chú Đại Bi, và bộ kinh Phổ Môn, rồi bộ kinh Di Đà, những cái lời dạy của Phật Tổ, thì nó tác động vào tự tánh của mình, thì nó hưng khởi được cái phước đức, cái trí tuệ, cái công đức, thì không ai bị kịp. Khi mình hiểu ra được điều này thì ngày đêm niệm Phật, niệm Quan Âm, trì chú, công phu không biết mỏi mệt. Mà càng công phu chừng nào thì thân tâm an lạc, nhẹ nhàng, mát mẻ, an vui, đối người, tiếp vật. Rồi cảnh giới của mình thay đổi, cho nên mình thấy nó có cái sự tiến triển và có những cái kết quả. Cho nên thành ra mình miệt mài công phu không gián đoạn. 1-2 giờ thức dậy rất an vui. Còn nếu mà mình mà không siêng công phu niệm Phật, lễ Phật, thì cái nghiệp chướng nó ngăn che. Riêng cái nghiệp ngủ không là nó phá quý vị, là quý vị chịu không nổi rồi. 5-6 giờ sáng thức dậy mà nó còn lăn qua trở lại, nó nướng chừng nào mà coi như là chiếu chiếu nó cháy hết rồi bắt đầu nó mới thức. Biết nướng chiếu cháy không? Còn cái người mà họ có công phu, buổi tối họ công phu, thường Tổ Hồng Quang là tối 25, 50 hoặc 75, để như vậy, để trong giấc ngủ của ngài nó tỉnh và thức dậy không mệt, không mệt. Còn nếu mà không có công phu buổi tối mà cả ngày hôm đó vọng tưởng không có miếng niệm Phật nào nữa thì sáng qua quý vị thấy nó mới biết nó đó. Rồi sáng họ thức dậy công phu là để họ dùng cho đến chiều, để dùng đến trưa, họ dùng đến trưa rồi, người nào kỹ một chút nữa 2 giờ họ làm thời công phu nữa để họ dùng đến tối. Tức là không để cái tâm của mình nó bị loãng về công phu. Cô bên Mỹ cô nói, bữa nào mà con không đủ 50 biến đại bi niệm Phật, niệm Quan Âm, con tụng thời kinh Phổ Môn hoặc Di Đà là bữa đó con như là cạn kiệt, tức là đúng chuyện gì là phiền não chuyện đó. Ra làm neo là coi như là chửi mấy cái người thợ neo, là mấy người lính lát là tới nơi luôn. Mà bữa nào có công phu là tự nhiên nó mát mẻ. Đúng vậy không? Đúng vậy không? Đúng. Để ý đi. Nhưng mà mình lấy tiền á, mình mua những cái gì mà mình thích nhất á, nó vui được bằng công phu không? Cũng có vui. Bữa đó sắm chiếc xe hoặc mua quần áo rồi, nhất là mấy cô đi shopping á, mua áo đầm về ngắm bằng vài bữa cũng chán cái gì đâu, đúng không? Vậy mà công phu bắt đầu nó được rồi á, nhất là buổi sáng. Quý Phật tử đông nghẹt cái chánh điện luôn. Từ mùng 3 Tết đến hôm nay là thầy không mở bữa nào, mà có mấy cô Phật tử nó cũng không mở bữa nào. Dư sớm hơn cũng lên ở tu, mà trước giờ là dư sớm ít khi nào lên tu. Thì như vậy là mình mới thấy là cái pháp của Phật nó tác động vào tự tánh của mình. Mà cái pháp của Phật để nó tác động vào tự tánh của mình thì phải nhờ đại chúng lực, nhờ cái lực của đại chúng để dìu dắt mình. Chứ một mình thì rất dễ giải đại. Thì bây giờ thầy vô nói cái công đức thứ hai, đó là công đức là nói ra điều chi, nói ra điều gì ai cũng tin dùng. Đức Phật có một cái tướng, đó là 32 tướng tốt. Và trong đó có một cái tướng là cái lưỡi của ngài á, khi mà le ra đó thì đụng mí tóc. Là bởi vì nhiều đời nhiều kiếp ngài thường nói Phật Pháp, rao giảng Phật Pháp và không nói sai sự thật, nói luôn luôn chân thật ngữ. Còn mình thì luôn luôn thường nói sai sự thật, cái lưỡi nó le chưa đến cái chóp mũi.
Tới đây là hết rồi ha. Trong kinh nói đúng á ngàn, cái lưỡi lè tới mí tóc á ngàn, tới mí tóc, bao trùm cả mặt luôn. Khi đưa cái lưỡi ra là tới mí tóc, còn mình đưa cái lưỡi ra là chưa tới chóp mũi. Mình lý do gì khác cái ngài? Mình cũng có Phật tánh á. Mà tánh Phật mình do cái lời nói sai sự thật, cho nên thành ra là nó thục đến cái lúc là ngọng luôn, nói không được. Cái người nói sai sự thật là một là đời này hay đời sau là nói không ai tin dùng, và nói ngọng nghẹo và câm luôn. Một trong bát nạn đó là câm. Thì như vậy là Phật luôn luôn nói chân thật ngữ, dầu cho có tổn hại gì đi nữa, Phật vẫn không có hại người mà lợi mình và nói sai sự thật. Thường cái việc mà nói sai sự thật nó thành cái nghiệp rồi thì kinh lắm. Mở miệng là sai sự thật thì thường cái tâm người này họ ích kỷ, họ sợ mất mát cái gì của họ, cho nên họ bảo thủ bằng cách họ phải nói sai sự thật để họ có cái lợi, để đi. Còn người mà họ có công phu tu tập rồi, họ sợ cái nhân quả nói sai sự thật, và họ thấy cái việc lợi ích cho người khác là quan trọng, cho nên họ chấp nhận những cái điều thiệt thòi của họ, cho nên thành ra họ luôn luôn nói sự thật. Mà cái người mà nói sự thật ra được rồi thì người khác sẽ tin dùng lời của họ. Quý vị để ý nha, khi mà mình nói sai sự thật thì tự nhiên mình có một cái sợ chừng người khác sẽ biết. Bản thân mình biết rồi đó, Phật Bồ Tát biết rồi đó, đúng không? Nhưng mà riêng cái sợ này nó làm mình mất cái sức định đi. Cái tâm định mình bắt đầu mất, cái trí tuệ mình bắt đầu lu mờ. Còn cái người nói đúng sự thật thì cái sức định của họ rất là sâu, thì cái trí tuệ của họ bắt đầu phát sinh. Có cái câu chuyện thiền ngữ này nó cũng khá đặc biệt hay hay. Trước thầy cũng có tu thiền cho nên thành ra thỉnh thoảng thầy giảng thì cũng nói một số những cái câu chuyện về thiền. Thiền ngữ thì thực sự là khó. Thiền ngữ rất là khó. Nếu mình không khéo thì mình gần như là không giảng trạch được thiền ngữ thì mình sẽ bị chướng ngại về con đường tu về thiền. Cho nên thành ra Tổ sư Ấn Quang nói thời này căn cơ phải sâu dày lắm mới tu thiền được. Thì có cái ông thiền khách, ông tới ông xin một bà già, mà bà già này chứng đắc thiền rồi. Cái người mà chứng đắc thiền thì mình chỉ nghe thôi, chứ cảnh giới của họ mình vô không nổi. Tức là cái tâm của họ không mừng, không vui, không giận. Đại khái cái tâm họ nó trở về cái tâm tự tánh nơi thanh tịnh rồi. Thì có cái ông đó, ông đến, ông xin chú ẩm nhờ bà già bưng cơm nuôi giùm ổng trong vài năm để ông tu. Thì ông thiền sinh này cũng không có biết ông thiền bà này là dạng thiền sư thứ thiệt mà chứng đắc thiền. Thì khi mà đến xin thì bà kêu được con cái cốc đó ra ở đó đi. Thì ra ở đó xong cái cho cái cô này có bưng cơm, coi cho một cái cô trẻ trẻ có bưng cơm một thời gian mấy tháng sau. Xong cái bà già là bà nói cô trẻ coi như là mang cơm đến để trên bàn xong rồi ôm đó cho tôi. Cái cô trẻ này cũng nghe y như vậy thôi, thì tới ôm ông thầy này, ông mới nói làm sao. Khô mộc hàn nham, tam niên vô lạnh nõn. Nghĩa là tôi là như khúc cây khô rồi, cô ôm gì đi nữa tôi cũng không khởi một niệm. Ghê chưa? Tu mà đến cái mức mà coi như là người ta đến chọc ghẹo mình mà mình vẫn giữ tâm thanh tịnh. Thì ông nói là tôi giống như cây khô nằm bên vách đá, là khô mộc hàn nham 3 năm, gọi là tam niên vô lạnh nõn, cái là không khởi một niệm nào khác, chỉ là tâm thanh tịnh. Thì cái cô này về nói với bà già mới kêu nuôi mấy tháng nay cho cơm vô ích, đuổi ông đi. Nói bà già không nuôi nữa. Bà già mà kinh khủng. Thì cuối cùng cô này cũng đến nói là bà của con nói coi như là không đủ cơm, hôm nay không có thời gian nuôi thầy, thôi thầy đi không nuôi nữa. Ông kêu ổn, mình tu đến cái cảnh giới mà người ta tới chọc ghẹo mình mà tâm mình thanh tịnh vậy mà già mà còn chê ta. Ông đi tham học một thời gian, cái bắt đầu ông quay về lại để mà coi như là kiểm chứng tiếp. Thì bà già cái ốm quay lại thì nuôi cơm tiếp. Thì kêu con này có bưng cơm, thì bưng cơm một thời gian mấy bữa sau cái bắt đầu kêu con này ôm gần nữa đi.
Khi ôm ông thầy này, cái ông nói tôi biết, cô biết, đừng cho mụ già biết nào. Nhưng mà tôi biết, cô biết, nhưng mà không có chuyện gì xảy ra hết trơn. Thì lúc này ông đã lọt vào tánh biết rồi, ông đã chứng rồi. Cho nên ông nói tôi biết, cô biết, đừng cho mụ già đã biết. Có nghĩa là cái biết này là chỉ có một tánh biết thôi. Mà nếu mà hai cái biết á, thì nó lại là đối lập, nó lại không phải là chân tâm thanh tịnh. Thì khi mà ông nói tôi biết, cô biết, đừng cho mụ già đó biết, là cô này có về nói là ông già, cái bà già mới kêu được, ông này chứng rồi đó, nuôi tiếp đi. nghĩa là cái thể tánh của mình khi mà sống với chân thật rồi á, thì cái biết này á, nó sẽ trở về với cái chân thật. Cái câu thiền ngữ này muốn nói rằng là tôi biết, cô biết, tức là cái tánh biết này là tôi đã sống được cho tánh biết rồi, chứ không phải là tôi chấp vào 3 năm tôi không khởi niệm thì nó lọt vào trong cái ý niệm đó là một ý niệm ngoan không, chấp không. Còn nếu mà người niệm Phật á, thì họ sống được với câu Phật hiệu lâu ngày thì cái tánh biết này tự nó xuất hiện nó dễ hơn. Còn ông thầy này ông phải mất cái thời gian để ông trở về tánh biết này rất khó. Nhưng mà riêng Tổ sư Ấn Quang nói mình muốn ngộ tánh biết thì cứ ngộ từ tánh nghe dễ hơn là ngộ từ tánh biết. Ngộ tánh biết tức là họ bắt lập văn tự giáo ngộ biệt truyền, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Nghĩa là họ không còn một cái văn tự gì bên ngoài hết trơn để họ thể nhập vào tánh biết. Thì cái đường này đi rất khó, rất dễ chướng ngại. Đó là họ tu thiền. Những người căn lành sâu dày họ mới tu được cái pháp này. Còn mình cứ nghe câu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thần chú đại bi tụng kinh, nghe từ cái âm thanh này để nó đi vào trong tánh nghe, mà ngộ được tánh nghe rồi thì tánh biết nó ngộ ngộ luôn. Mà khi người đã sống với tánh nghe, tánh biết, tánh thấy, tánh ngửi, nó trở về cái nó hoàn phản bổn hồn nguyên á, tức là nó trở về với cái thể tánh rồi á, thì cái người này họ sống rất chân thật. Họ sống rất chân thật, mà từ cái chân thật này cho nên nó sanh ra một cái phước báu, nó sanh ra một cái công đức, và cảnh giới người ta phải thay đổi. Từ cảnh giới xấu trở thành cảnh giới tốt. Vì vậy cho nên thành ra mình muốn trở về cái chân thật thì mình muốn nói những lời chân thật thì mình sống với tâm chân thật. Mình muốn sống với tâm chân thật thì thường mình niệm danh hiệu Phật, bởi vì trong cái công đức danh hiệu Phật nó có cái đức tánh chân thật trong đó. Bởi vì Phật A Di Đà ngài đã phát 48 lời nguyện và ngài tu vô lượng đời kiếp, thì chắc chắn rằng trong âm thanh Nam Mô với đạo Phật phải có âm đức chân thật. Mà để mà mình lấy cái âm đức chân thật này mình tự tu á, mình không nương danh hiệu Phật thì lâu lắm, vô lượng đời kiếp, chứ không phải là một đời này đâu nghe. Vô lượng đời rồi kiếp nữa, chứ không phải là một đời này mình tu được. Rất là lâu, rất là khó. Thì thôi bây giờ mình lấy sẵn cái công đức của Phật, đó là cái quả mà Phật tu đã thành rồi, giờ mình lấy cái quả đó để mình làm cái nhân địa để mình tu, thì Tổ Ấn Quang nói là nó nhanh hơn. Nó nhanh hơn tức là lấy cái quả giác của Phật là cái âm đức chân thật trong danh hiệu Phật. Mình xưng tán, mình xưng niệm, mình lễ lạy, rồi để cho cái tự tánh mình nó khởi lên được cái tác dụng, cái chân thật đó, để đối duyên xuất cảnh, đối người tiếp vật. Thì tự nhiên quý vị sẽ thấy được cái công đức này nó xứng tánh và khởi tu, để cho cái việc tu hành của mình nó nhanh hơn, nó nhanh thành tựu hơn. Hôm bữa có ông đó, ông lên ông nói thưa thầy, con mới bán được nhà nhưng mà con cái con nó dành quá. Thì con có nói nó một câu mà nó chửi lại con. Con nói là tụi bay dành rồi, chết tụi bay cũng không mang được đâu. Mà tụi bay dành tụi của tao rồi á, vài bữa con của tụi bay nó cũng dành lại. Tôi nghe ông thầy Giác Nhàn nói rồi. Thôi bây giờ tụi bay dành gì đó dành. Bởi vì nó kêu muốn bán là phải nó ký, bây giờ nó đứng trong hộ khẩu mà. Bây giờ muốn bán thì phải nó có ký, mà nó ký thì bao nhiêu tiền đưa giao kèo với nhau hết rồi, hứa đưa bao nhiêu thì nó mới ký. Về sổ sách rồi về cái pháp lý là có hộ khẩu là phải ký vô trong đó để bán đất. Ông chấp nhận ông đưa nhưng mà ông tiếc hồi hồi. Ông lên ông kêu giờ con có 100 triệu con đưa cho thầy, để cho thầy kiếm cái chỗ nào được được một chút cho hai vợ chồng con vô chùa, nhưng mà phải ở chung nha. Thì có ấy đâu có được. Ông tuy rằng già 60-70 tuổi rồi nhưng mà ông ở một chỗ, bà ở một chỗ, ông kêu trời vậy buồn chết đó thầy. Trời. Thầy kêu vậy thôi giờ ông lên ông ở, nhưng mà ông kêu ông đưa thầy 100 triệu. Rồi cuối cùng thầy tìm không có cái chỗ theo ý ông nữa, rồi ông đòi tiền lại mà thầy lo thầy xây chùa hết rồi tiền đâu thầy trả. Hoặc giả là thầy đi, tiền thầy là nó liên tục nó lưu động, lo cho chúng rồi lo cho các cụ xây nhà dưỡng lão rồi làm chùa, không có tiền trả lại ông, nhưng mà
thầy cũng không có làm cái kiểu như ông được rồi thôi, ông ra ông thuê cái nhà trọ gì ông ở đi, rồi chừng thầy xây chùa xong 2-3 năm rồi có phòng ốc thì ông vô nó ở đàng hoàng một chút, không cái nhà hộ niệm như kia đang xây ông xuống đó ông ở. Nhưng mà riêng thì thầy không lấy tiền, thầy nói thật sự với ông, thầy không lấy tiền. Còn riêng đồng tiền này ông cúng vô cho các cụ hay cúng vô cho Tam Bảo gì đó thì tùy ông cúng bao nhiêu cúng, không cúng cũng được. Chứ ông đừng có ra giá ông đưa 100 triệu lo cái chỗ cho ông ở thì thầy không làm được. Không nói sự thật. Thầy nói trước sự thật như vậy để con khỏi lo. Ông kêu ừ thầy nói như vậy được, chứ để thầy lấy 100 triệu thì cho con ở cái chỗ cậu bơ cậu bắt một cái là giống thầy giống như con tôi nữa. Trời ơi, tôi thấy cái bụt mớ phiền não. Những cái pha này mà xử lý không khéo là dính cửa liền, mang tiếng liền, đúng không? Nhiều lúc kìa, thôi đưa tiền thầy đi, cầm tiền vô tay rồi đâu có giấy tờ gì đâu, thôi ông ở đó nghe, ông ở không được, ông đi về. Chơi đó không được, làm kiểu đó không xong rồi đó, đúng không? Được có một chút lợi 100 triệu cũng đỡ lắm chứ. Nhưng mà cái tổn hại của nó là, tổ sư Ân Quang nói là lợi mình mà lừa người, hại người, thì cái lợi 100 triệu đó, nhưng cái tổn hại là không biết bao nhiêu âm đức. Cái chỗ này phải nhìn nó ra. Và cuối cùng ông lên ông thuê cái nhà ngoài đó, ông ở. Nghĩa là đối duyên xúc cảnh, nhiều việc nó đến với mình, nhiều cái cám dỗ, nhiều cái việc nó đến với mình. Nếu mà không trở về được lại với cái tâm chân thật, không có công phu là dính cửa liền, dính liền không chạy đâu hết trơn. Bây giờ cái lợi về vật chất, cái danh lợi rồi nó nhiều thứ nó đến với mình mà. Cho nên thành ra là cái việc công phu tu hành thì mình phải nắm được hai phần. Một là đi vào công phu, hai là hiểu được cái lý. Nhất là cái lý nhân quả phải thấu được nó thì mình không có bị chướng ngại. Xong cái mình khỏe, nói chuyện xong cái mình không suy nghĩ gì. Còn nếu mình không đủ khả năng lo cho người ta mà mình nhận tiền rồi cuối cùng cái là nó gây chướng ngại cho mình. Rồi mình mới cứ lo, mình bất an, mình kêu không biết làm sao đây, rồi họ đòi tiền lại, rồi nhiều thứ nó phức tạp ở trong này, đúng không? Cho nên thành ra cái cách của thầy vẫn là gì, miễn phí hoàn toàn, từ ăn ở tất cả mọi thứ. Rồi họ muốn cúng nhiều cũng không cúng thôi, khỏe, không? Cái buổi nói chuyện hôm nay nó có cái chỗ này quan trọng. Ví dụ mình lễ Phật, niệm Phật, trì chú, niệm Quan Âm, khởi thiện niệm lên, nhưng mà cái điều xấu ác nó cứ tới. Gia đình lộn xộn, bệnh tật, rồi làm việc gì nó cứ chướng ngại. Thì sáng hôm nay tự nhiên thầy đang ngồi tu, tự nhiên nó khởi cái niệm này lên. Vì vậy có những người hỏi, và có những lúc thầy cũng gặp những cái việc này nó xảy ra. Hầu như những cái điều này đôi khi quý vị cũng có xảy ra. Thì thầy đưa ra một cái hình dung trong tâm tưởng sáng nay nói với quý vị. Ví dụ như là ngay chỗ quý vị ngồi là một mảnh đất, thì quý vị gieo trước cái cây ớt, cây chanh, những cái cây gì mà nó gai gốc mà cay đắng, quý vị gieo vô miếng đất trước. Rồi bắt đầu mình gieo cái cây cam, cây ổi, cái gì mà nó ngon ngọt á, mình gieo sau. Thì cây nào mọc trước? Cây ớt mọc trước đúng không? Cây chanh mọc trước đúng không? Cái đạo lý này nó hay lắm á, để ý đi. Mình gieo cây gì trước thì cây đó sẽ mọc trước. Gieo cái gì sau sẽ mọc sau đúng không? Trong mảnh đất đúng không? Thì trong kinh nói là tâm địa, tâm mình như mảnh đất. Gieo những điều xấu ác, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu, tham sân si, gieo vào cái mảnh đất tâm này nhiều đời nhiều kiếp đến bây giờ. Bây giờ nó mọc ra trổ cái quả đau khổ, làm ăn thất thoát, rồi nói ra không ai tin dùng, vân vân. Nhiều thứ nó xảy ra. Mà trong khi đó mình đang tu, mình đang tu, tu rất quyết liệt. Nhưng mà cái tu này là mình gieo vào trong tâm thức mình sâu cái điều xấu ác. Thì cái điều tu này nó gieo sâu thì nó phải trổ sâu đúng không? Gieo sâu mà đổi chỗ trước, trổ liền. Mà khi mình hiểu đạo lý này rồi, mình tu mà nếu mà điều xấu ác nó đến, cứ càng tu mà chắc chắn là điều xấu ác nó đến thì nó nặng thành nhẹ đó. Quả quyết nặng thành nhẹ. Nhẹ đầu tiên đó là tinh thần của mình không đau khổ nhiều.
Nhẹ thứ hai đó nữa là mình biết rằng là nhờ công đức Phật lực gia trì cho nên thành ra mình hoan hỷ mình trả, mình an vui mình trả. Cho nên cái đạo lý mà cái gì gieo xuống trước thì nó sẽ mọc ra trước, mà cái gì gieo xuống sau nó sẽ mọc sau. Trong tâm thức của mình y như một mảnh đất, gieo gai gốc là phải gọt gai gốc. Nhưng mà trong cái đạo lý tịnh độ mình nó có một cái hay chỗ này. Nếu quý vị tu tự lực á, không phải là tu pháp môn tha lực của Phật gia trì á, thì quý vị phải trả bao nhiêu quý vị trả bấy nhiêu luật, quý vị phải trả hết. Nhưng mà riêng pháp môn niệm Phật, khi túc nghiệp là nghiệp xấu ác, là sát sanh trộm cắp tà dâm, tạo những nghiệp xấu ác nó trổ ra đó, mà nếu mà chịu công phu á, thì Tổ Ông Quang nói là tiêu được nghiệp quá khứ, gọi là tiêu túc nghiệp nặng thành nhẹ. Nó có hay chỗ này. Còn nếu mà tự sức mình phải trả thì hơi vất vả. Vất vả chứ không phải hơi vất vả lắm. Ví dụ mình đang bị bệnh đi, thì còn bác sĩ, còn cho thuốc, thì nó qua bệnh nhanh không? Nhanh chứ, đúng không? Còn nếu mà mình tự chịu đựng với cái sức mình á, tự chịu đựng, ví dụ đau ba tử đi, mà mình không uống thuốc gì hết trơn, không cần bác sĩ khám, không có nội soi gì hết trơn, tự chịu đựng nó mười mấy, hai chục ngày, đôi khi nó bể cái bao tử luôn, đôi khi là ung thư, chết luôn. Mà sức chịu đựng mình không nổi. Còn nếu mà sức chịu đựng mình nổi mà mình vượt qua được thì cái chuyện này mình là cừ khôi rồi. Nhưng mà nếu mà chịu đựng không được thì thôi, lên bệnh viện Hồng Mỹ gặp bác sĩ Vinh, nói bác sĩ soi giùm tôi cái đi. Ông soi vô cái ông thấy có mấy viên trùng HB á, ông lấy viên thuốc ông đưa vô uống 2-3 ngày nó hết. Có phải là tha lực không? Tha lực là bác sĩ đâu, tha là bên ngoài, tự là bên trong. Thì bây giờ ông bác sĩ đó là tha lực, thuốc là tha lực, thôi lụm vô miếng cho nó hết, cho nó nhanh cho rồi, có sao đâu, đúng không? Không chịu uống. Phải hỏi thuốc này ở đâu, bác sĩ học bao lâu rồi, bây giờ thuốc này bây giờ uống vô thì có tác dụng như thế nào, cứ ngồi hỏi hoài, cuối cùng chết trước khi uống thuốc. Nói ở câu Phật hiệu này xuất xứ từ đâu, Đức Phật A Di Đà ở đâu, làm sao cho tôi thấy tôi mới niệm ha. Rồi ai nói danh hiệu Đức Phật A Di Đà, hỏi hoài cho nên thành ra nghiệp chướng nó đổ ra là đọa lạc. Phải không? Trong kinh có ví dụ điều này không? Đọa lạc mất. Cho nên cái đạo lý mà mình tu mà nghiệp ác nó xuất hiện, đó là đã gieo điều ác trước khi mình tu rồi, đúng không? Cho nên thành ra trong giới thức học họ có cái câu là dị thời nhi thục, tức là qua một cái thời gian đó, cái trái bắt đầu nó biến chuyển từ cái hoa nó ra cái trái, gọi là dị thời. Qua cái thời gian thì cái hoa nó phải biến thành cái trái, gọi là dị thời nhi thục. Thục tức là thuần thục, thời nó là cái thời nó thay đổi. Dị loại tức là từ cái trái nhỏ nó ra thành cái trái lớn, gọi là dị loại nhi thục. Và cái mà nó chín mùi đó là biến dị nhi thục, từ cái chua nó trở thành ngọt, ngọt là bắt đầu nó đã ra thành quả rồi đó, cái thành quả rồi đó. Thấy không ạ? Cho nên ra cái đạo lý trong cuộc sống là mình gặp những cái chướng ngại mình không biết mình đã gieo xuống rồi, bây giờ mình phải hưởng. Cho nên thành ra mình cứ nói do người khác mang đến, các bạn không? Hai vợ chồng kinh lộn với nhau, chia tay ly dị, cứ nói do ổng. Ổng có một phần mà mình là chính. Hôm qua có một cô đó, thầy thôi nhiều chuyện lắm, chủ trì thôi đủ thứ chuyện, họ đến họ dồn cho mình. Đang làm túi bụi xì ngầu, gặp một cô kêu thầy đồng trì dắt tới, kêu chú Ân, chú thầy giả dắt tới, kêu thầy con có cái chuyện này quan trọng, con muốn cúng dường, mà trước khi cúng dường con nói chuyện thầy tí đã. Con có đời chồng trước rồi, mà nghe pháp hòa thượng Tịnh Không, nghe của thầy nghe nhiều pháp lắm, nhưng mà nghe hòa thượng Tịnh Không nói là có chồng rồi mà bỏ chồng đi cưới người khác là đọa địa ngục, cứ nghĩa là hai chồng là đọa địa ngục. Kêu hòa thượng nói cũng có cái lý của ngài, nhưng mà nếu mà mình bỏ, mà thực sự mình bỏ chồng là do mình phụ bạc chồng, mình thấy ông chồng mình dở quá đi, ông chồng mình làm ăn không có tiền, hoặc là xấu xí quá, lúc trước mình chưa có ai, mình quơ đại mang về, giờ tự nhiên mình ân hận mình bỏ đi mà đi kiếm người khác, thì cái tâm này mới là tâm đọa lạc. Tâm này tâm phản bội, cái tâm này gì, cái tâm mà gọi là tình niệm giấy khởi, mà cái nhân để đọa địa ngục đó là cái tâm vì sân hận và cái tâm gọi là ái dục. Hai cái tâm này là cái nhân để đọa địa ngục. Nhưng mà nếu con bỏ ông chồng trước mà tự ông bỏ, con vẫn thủ tiết, con vẫn lo cho con cái, ông buộc con vô cái thế, ông phải bỏ con, ông bắt con phải ký, mà tâm con vẫn cung kính thì con không đọa địa ngục. Cái này là do họ chứ đâu phải do mình đâu. Mình không đủ phước để cưu mang họ, và mình không đủ phước để mà mình lập một cái gia đình, thì cái chuyện này không sao. Thì cô nói là bây giờ con với ông chồng thứ hai á, lục đục nhiều lắm,
cứ chia tay rồi ráp lại, rồi chia tay rồi ráp lại. Đợt này chia tay đến 6 tháng rồi mà ông thi theo mấy cô khác. Mà con quyết định chia tay đợt này là phải chia tay luôn thôi, không có trở về lại. Nhưng mà bây giờ 6 tháng rồi tự nhiên con cũng nhớ ổng. Bây giờ thầy làm sao? Thầy kêu, ổn sao kỳ vậy? Nói sao mà tránh nó xuôi chèo khỏi ngược. Trong đánh xuôi kèn thổi ngược nó tùm lum vậy. Đã quyết định chia tay rồi giờ sao nhớ? Thầy kêu, ừ thầy biết thân phận người phụ nữ rồi. Có thì nó cứ lời qua tiếng lại. Rồi con quyết định con bỏ rồi. Mà bây giờ 6 tháng nay con thấy phòng không gối chiếc trống vắng con nhớ. Bây giờ thầy làm sao cho ổng về? Thầy kêu, thầy chịu. Thầy chịu. Nó làm gì được á? Trời ơi, bây giờ con do cái cách con đối nhân xử thế, con học không học cái giáo dục gia đình của tổ sư Ấn Quang. Nếu con là hiền mẫu, là một người vợ hiền, ông kiếm khắp thế gian này không ra một người vợ thứ hai giống con thì làm sao ông bỏ con, đúng không? Quý vị để ý đi. Tôi nói là con không có học cái lời dạy của thánh hiền từ căn bản. Con nghe pháp hòa thượng cao quá, hòa thượng nói về cái chuyện mà giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là đúng, là có, đó là cái pháp để mình liễu sanh thoát tử. Nhưng mà con làm cái nhân thừa, tức là làm một con người để giữ vẹn luân thường, để mà bắt tính hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ, rồi học thêm cái câu là gái khôn phải tôn chồng nha. Chưa có học nhiều những cái đạo lý này rồi cuối cùng là bây giờ nó sanh ra chuyện. Mà sanh ra chuyện rồi bây giờ con mới thấy là cô đơn quạnh quẻ. Thôi bây giờ thầy chỉ cho con cái cách này. Con về con lo lại cho gia đình, con đổi ý niệm lại. Con về con lo lại cho cha mẹ. Bởi vì khi con lập gia đình là con bỏ cha mẹ, con đi sống riêng với chồng, đúng không? Kêu đúng rồi. Mà con sống riêng hai đời chồng cũng không có đứa con nào luôn. Bây giờ đang hai cái phôi thai nằm trong bệnh viện nữa. Chú bà kể tùm lum hết trơn, cái đủ thứ phiền não hết trơn. Cái là thầy kêu thôi, giờ thầy đang bận công việc nhiều lắm, mà thầy rút lại cái chuyện này. Nếu hỏi thầy thì tin thầy đi. Chứ con đang sống với cái cảnh giới của con mà suy nghĩ mấy bữa nay con ngủ không được, con ốm ho gầy mòn, nhìn ở thân con ốm quá, con khổ, thì thôi con đừng có suy nghĩ cái kiểu của con nữa. Cái suy nghĩ của kiểu của con đó, nó có được gì đâu, nó làm cho con khổ. Thì bây giờ con suy nghĩ cái kiểu như thầy đi. Cái kiểu của thầy là sao? À, thôi về lễ Phật, niệm Phật, trì chú, cầu Bồ Tát Thiên Thủ, Bồ Tát Quan Âm, Phật Di Đà. Nếu chồng con có còn tình nghĩa trở về thì con sẵn sàng giang tay để đón lo cho anh ta. Nếu anh không về thì thôi, được không? Anh kêu không được. Trời. Hỏi sao không được? Kêu về con mong ông về lẹ lẹ mà thấy. Nếu mà về cũng được, không về cũng được thì không được, mà về lẹ lẹ. Ta kêu trời ơi, chính cái lẹ lẹ đó mà khổ. Đừng có lẹ lẹ nữa, thôi chừng nào nó về thì về, đúng không? Bởi vì cái đạo lý này thầy đang sống. Ví dụ quý thầy ở chung với thầy, rồi quý thầy thích đi nơi khác, thì thầy thôi hoan hỷ để đi. Mà khi để đi rồi cái mình mong mấy ông về lẹ lẹ, mà mấy ông không về thì mình phiền não. Khi nào về cũng được, đúng không? Khi về mình dạng rồng giang vòng tay mình đó, rồi khi đi mình cũng hoan hỷ, đúng không? Mà nếu mà mấy thầy mà hỏi thử coi họ đi như vậy có chướng ngại gì hay không, thì mình lấy cái cảnh giới của mình đưa cho quý thầy. Nếu mấy thầy dùng được thì dùng, còn nếu dùng không được thì mấy thầy cứ sống với cảnh giới của mấy thầy. Chừng nào nó sụp hay là nó bị chướng ngại gì, mấy thầy quay về thì mình đón. Đó, cái cách của thầy đang sống ở trong chùa là như vậy thì nó yên ổn. Còn cái cách của con á, sống chung rồi phiền não đi thì nhớ nhung, sao nó khổ vậy? Bây giờ con về con lạy Phật đi. Bây giờ con thôi, bây giờ cái duyên với ông chồng không có, thôi mình gần Phật đi. Ông kêu Phật cốt, Phật xi măng, thấy đâu mà ông chồng thì thiệt chứ Phật cũng thấy thiệt được. Cho nên anh lẽ thấy nó cũng cái gì á. Khó không? Cho nên hình ra quý vị để ý cái đạo lý này nha. Mình sống cái kiểu của mình nó khổ á, thì bây giờ mình đổi cái kiểu mình đi. Nếu mà mình sống cái kiểu của mình nó ổn á thì cứ sống. Sống kiểu của mình là sao? Lo lắng, tính toán, bất an, hơn thua, tranh giành, đấu đá. Ông chồng nói ra một câu, bóp lại một câu. Sống chung với nhau tự nhiên cái tâm khinh nhờn nó xuất hiện mà. Cho nên thành ra tổ Ấn Quang mới nói một câu là lòng thành kính đến cùng cực thì đá vàng cũng nứt. Cái cục đá phải không? Cung kính một thời gian nó nứt. Cục đá quý vị phải dùng cái búa quý vị, dùng cái đục quý vị trẻ nó ra làm đôi, khó phải không? Nhưng lòng thành kính đến cùng cực, cục đá, cục vàng thiệt cứng nó cũng nứt. Đừng nói là người thân bằng chồng con, anh em, cha mẹ. Nếu dùng lòng thành kính đến cùng cực, người đó là nghiệp xấu ác gì đi nữa, mình cũng có thể
giúp cho họ chuyển ác thành thiện. Lý cái ý của tổ quan là gì? Không phải là không độ được đâu. Thì nói chuyện chập cái thầy thấy cái cảnh giới của cổ mình vô không được, tức là mình đổi không được. Kêu thôi thầy bận, mà cái ông làm lo đóng kêu thầy con cần gặp thầy. Sẵn cái lúc đó đỡ quá, thôi đứng dậy luôn cái móc tiền ra túi của cúng cái kêu thôi khỏi cúng, bởi vì không giúp được cho con cái gì hết. Với hai nữa là con cũng đang gọi như là đơn chiếc, rồi chồng con không có, rồi thôi thầy cũng không có nhận. Thì nghe nói vậy các bạn nhét vô liền. nếu mà quyết định cúng thì thầy nói không cúng, họ cũng nhét vô tay thầy, đúng không? Ở trong này có mấy người nữa, nhưng mà cúng 50-50 mà kiểu nghe không cúng cái mừng quá nhét vô lại. thì thực sự mà nói mình không giúp được, bỏ tay. Thì bây giờ cái gì giúp cho họ? Nghe pháp nhiều đó, nghe pháp tức là thông được cái lý, nhưng mà cái sự không hành, cho nên phiền não vẫn còn yên nguyên luôn. Nhớ ngàn cái lý mình nghe rất nhiều nhưng mà không áp dụng thì gì? Không chuyển được phiền não. Nếu mà mình hành trì rất sâu, cứ đi sâu vô mà không nghe người giảng, không nghe những người đi trước, thì nó chướng ngại. Chướng ngại bằng cách gì? Chướng ngại bằng cách là sa hầm sập hố, tu bù luyện đuôi, tẩu quả nhập ma. Phải đơn giản đâu nha. Hai cái điều này phải nắm cho rõ, xử lý nó phải viên dung. Cho nên hồi sáng thầy cho quý vị tu từ 7:30, 8 giờ kém cho đến 9:30, hành cái sự, cái tâm mình nó yên yên. Bây giờ thầy nói cái lý, đúng không? Thì cái người mà nghe pháp thường xuyên, họ hành trì đều thì họ ít có bị giáp phạm. Bởi vì lý sự của họ viên dung, tức họ thông được cái lý, họ làm cái sự nó rất là yên tâm. Thấy không? Cái người mà thường lễ Phật, lời nói họ có cái âm đức, và người này họ nói ra điều chi ai cũng tin dùng, tức là họ rất ít nói. Họ rất ít nói nhưng mà lời nói họ ra là có trọng lượng và có cái uy lực, thì người khác tin dùng. Và họ thường lễ Phật nữa, cho nên cái công đức trong lời nói, nó có một cái công đức gọi là biện tài vô ngại. Họ nói cái gì cũng trôi chảy, đúng với chân lý, mà ai nghe cũng lọt tai. Nghe là lọt tai. Là bởi sao vậy? Bởi vì cái tâm của họ đã thông rồi, họ nói ra cái lời nói cũng thông, và người khác nghe cũng thông luôn. Thì cái này gọi là biện tài vô ngại. Còn ở ngoài đời người ta có cái thế trí biện thông, tức là họ rất là giỏi, nhưng mà cái thế trí biện thông nó khác giới lại gọi rằng là biện tài vô ngại. Biện tài vô ngại nghĩa là cái lời nói của họ chứa âm đức và luôn luôn là không có tổn người lợi mình. Mà lời nói đó nó lợi mình lợi người. Còn lời nói biện tài vô, cái lời nói mà gọi rằng là thế trí biện thông á, tức là cái trí của thế gian á, thì thường là sau cái lời nói đó ẩn chứa một cách hại người lợi mình, gọi là thế trí biện thông, nằm trong một trong bát nạn. Hiểu chưa này không? Đức Phật nói ra một âm thanh thì chim, gà, chó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, Phật cùng Phật cũng nghe được luôn. Còn con người của mình, phước đức nó giới hạn, cho nên nói chỉ là loài người trong này nghe thôi. Chứ mà người Anh, người Mỹ, rồi người Canada hoặc là người Singapore là chịu thua rồi, không nghe được. Còn Phật nói ra âm thanh thì cái loài giống người gì đi nữa nghe được hết. Gọi là viên âm, phạm âm, hải triều âm. Vì Phật thường tích lũy âm đức trong lời nói. Mà khi tích được cái âm đức trong lời nói rồi đó, thì khi mà nó viên mãn được rồi đó, thì âm thanh này, mười phương pháp giới, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người. Người thì biết bao nhiêu giống người không? Trên chủng tộc của thế giới bao nhiêu giống người phải không? Nghe Phật pháp âm, phát âm ra, họ nghe được cái tiếng của họ, chứ không cần cái máy nữa. Cái máy mà bây giờ khoa học chế là, ví dụ người Mỹ nói một cái rồi Nhật cũng nghe, rồi Việt Nam cũng nghe, rồi người đại khái dân tộc nào cũng được nghe hết. Họ chế cái máy đó, nhưng mà còn giới hạn một số tiếng không nghe được. Như tiếng dân tộc mình thì chịu không nghe được, dân tộc ở đê mình thì thôi chịu, đúng không? Không có chế ra được loại âm thanh đó. Nhưng mà âm thanh của Phật là viên âm, phạm âm, hải triều âm, cho nên nói ra loại nào nghe cũng được. Cho nên mình mới kính Phật là cái chỗ này nhé. Phục. Khi mình càng đi sâu vào, mình thấy cái âm đức của Phật là tự nhiên là mình phục Phật, kính Phật và phải lạy Phật thôi, chứ không còn con đường nào khác. Mà khi mình hiểu chưa sâu thì mình thấy Phật bình thường lắm, đúng không?
Cho nên thành ra mình mới nghe trong kinh là Bồ Tát Quan Âm là cổ Phật, cho nên thành ra mới gọi là Phạm Âm Hải Triệu Âm. Cho nên Tổ sư Ấn Quang đó là cái người tu tịnh độ, là lấy cái phương cách của Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm đó là nghe lại âm thanh nơi tự tánh, đi bằng con đường tu bằng tánh nghe, và lấy cái cách của Đại Thế Chí Bồ Tát đó là điều nhiếp phục sáu căn. Nhiếp phục sáu căn tức là căn mắt của họ khi niệm Phật là họ phủ đôi mi xuống, không nhìn trừng trừng mở mắt như vậy. Mà nếu mà vừa niệm Phật mà vừa quán Phật bằng cách mở mắt để gọi là quán tượng á, thì tâm tháo động dễ bị ma dựa. Cho nên cái cách của Tổ Ấn Quang vẫn là con mắt của mình phủ xuống, tai mình nghe tiếng niệm Phật, miệng mình phát ra âm thanh niệm Phật, thân mình lễ Phật và tâm mình tưởng Phật. Thì cái cách này là của Ngài Đại Thế Chí gọi là nhiếp đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Thì như vậy là cái cách của Tổ Ấn Quang vẫn là lấy hai vị Bồ Tát ở bên Tây Phương Cực Lạc là Quan Âm và Thế Chí để chúng ta tu tập. Ha. Có một cái ví dụ hai loại chim. Một loại chim cú, biết con chim cú không? Con chim cú nó kêu làm sao? Cú. Cú. Đêm khuya mà 1-2 giờ khuya mà nghe nó kêu thì thôi rồi. Có nhiều người nói nhà đó có người chết. Đứng gần nhà đó là cái âm khí trong nhà nó bốc ra, cho nên con chim cú nó chiêu cảm nó bay tới. Chứ không phải chim cú nó kêu là người ta chết, mà trong nhà đó có người sắp chết, gọi là âm khí. Không phải là nhà nào nó đứng nó kêu là có người đó chết đâu. Mà thường con chim cú nó kêu là kinh lắm. Cú. Cú. Đúng không? Mà con chim cú với con chim cu á, con chim cu đất á, nó giống nhau. Mà con chim cu đất á thì nó gáy nghe rất là hay. Cú 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 cú. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Mà người ta là thích bẫy nó đem về bỏ vô lồng để nó gáy nghe chơi nữa chứ. Đúng không? Cú 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 cú. Cũng là con chim, hai con giống nhau mà một con thì kêu ai cũng kinh sợ. Cú. 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 Còn con kia là cú 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 cú. Hai con chim giống nhau mà kêu âm thanh khác nhau, là từ nơi cái âm thanh đó là từ đâu? Từ tâm nó phát ra đúng không? Bây giờ muốn làm chim cú hay chim cù? Cái đạo lý này nó hay đó. Lời nói mình ra thì làm cho người ta mát mẻ, vui vẻ, ai cũng muốn nghe. Thì phải phát xuất từ tâm thanh tịnh, từ tâm chân thật, thì ai cũng muốn nghe đúng không? Từ tâm lưu xuất hết. Từ âm thanh là từ tâm lưu xuất hết. Cũng là một loại xuất sanh mà hai loại này giống nhau mà kêu hai âm thanh khác nhau, là do con chim cú này cái tâm nó độc ác quá. Nó làm một loại người hay là ở địa ngục mới lên, hay là xuất sanh hay là cái gì đó, nó biến dạng thành một cái loại xuất sanh kêu kinh hồn. Thì cũng là một loại chim. Con chim cu đất này nó lại là một con đời trước của nó là cũng có tích âm đức, cho nên nó kêu cái tiếng người ta thích để nghe. Hai con chim cái tên nó cũng giống nhau, giống nhau, cái thân nó cũng giống nhau, mà cái âm thanh nó khác. Đúng không? Vì vậy cho nên là cái cõi người mình là dùng âm thanh là chính. Cho nên Đức Phật A Di Đà mới phát cái nguyện là ai nghe âm thanh ta, niệm âm thanh ta là Nam Mô A Di Đà Phật ha, thì lúc lâm chung mà chánh niệm đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, đủ tín nguyện ta đem về cảnh giới của ta cũng tu từ âm thanh. Cho nên có những vị Phật độ bằng thần thông, độ chúng sanh á, có những cái cảnh giới độ bằng thần thông. Có những vị thì độ bằng thân tướng, tức là nhìn thân tướng Phật cái là các vị khác hoan hỷ. Nhưng mà riêng Đức Phật A Di Đà độ chúng sanh bằng âm thanh, bằng âm thanh danh hiệu của Ngài. Cái này là đặc biệt ha. 10 giờ rưỡi, hồi nãy giờ nói chuyện 1 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ thầy Tánh đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư chỉ dạy, con xin phép đọc lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích cho văn sau. Thành tâm cung kính những lời của dường chư Tổ Đức Thượng Ni và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị về niệm Phật. Lúc niệm Phật cần phải hầu nhất tai lắng nghe từng câu từng chữ, chẳng để lướt qua. Lâu ngày chỉ tháng, thân tâm sẽ quy nhất.
Một pháp lắng nghe đúng là pháp quan trọng trong pháp môn niệm Phật. Bất luận là ai áp dụng pháp này đều có lợi, không có điều tệ, công đức rất sâu. Chẳng như những pháp quán tượng vân vân, người biết pháp sẽ được lợi ích, kẻ chẳng biết pháp phần nhiều bị tổn hại. Ông chưa biết tông chỉ tịnh độ, hãy nên đi theo những gì đã nói trong một lá thư trả lời khắp, mà sanh lòng tin thực sự, phát nguyện thiết tha, chí thành khẩn thiết niệm danh hiệu Phật. Đừng dùng cách niệm vong tâm, hãy nên dùng cách niệm nhiếp tâm. Trong Kinh Đăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói: nhiếp chọn sâu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Khi niệm Phật trong tâm, tức là ý căn, phải niệm cho rõ ràng, rành rẽ. Nơi miệng tức là thiện căn, phải niệm cho rõ ràng, rành rẽ. Nơi tai tức là nhĩ căn, phải nghe cho rõ ràng, rành rẽ. Ý căn, thiệt căn, nhĩ căn, mỗi buổi đều nhiếp thu Phật hiệu, thì mắt cũng chẳng ngó đông dòm tay, mũi cũng chẳng ngửi những thứ khí vị khác, thân cũng chẳng lười trễ và biến nhát. Đó gọi là nhiếp chọn sâu căn. Nhiếp chọn sâu căn đi niệm tuy chẳng thấy hoàn toàn, không có vọng niệm, nhưng so với kẻ chẳng nhiếp cả sáu căn đi niệm thì trong tâm thanh tịnh hơn nhiều lắm. Vì thế gọi là tịnh niệm. Nếu thường giữ được tịnh niệm cho liên tục, chẳng bị gián đoạn, tâm sẽ tự được quy về một chỗ. Ở mức cạn là đắc nhất tâm, mức sâu là đắc tam muội. Tam ma địa cũng là tên gọi khác của tam muội, dịch là chánh định hay còn gọi là chánh thọ. Chánh định nghĩa là tâm an trụ nơi Phật hiệu, chẳng còn rong ruổi theo bên ngoài nữa. Chánh thọ, ngộ ý những gì được nạp thọ thu nhận trong tâm, chỉ là cảnh duyên công đức của Phật hiệu. Hết thảy cảnh duyên đều chẳng thấy được. Thêm nữa, chánh định có nghĩa là tịnh lẫn chiếu cùng viên dung. Chánh thọ có nghĩa là khuất phục được vọng, chân hiển hiện. Xin coi trong lá thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia, lá thư số 5, trong bộ Ẩn Qua Văn Sau, Tăng Hoàng Chánh Biên. Có thể thật sự nhiếp cả sáu căn linh niệm, chắc chắn nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng. Chẳng cần phải quan tâm, mà tâm tự thanh tịnh, sáng tỏ. Sao lại đến nỗi mắc bệnh, tâm hỏa bốc lên nữa? Do ông là phòng phu nghiệp lực cực nặng, lầm lạc dùng pháp quan tâm, nên mới đến nỗi như thế. Pháp quan tâm chính là pháp tu quán bình giáo, chẳng thích hợp lắm với người niệm Phật. Nhiếp chọn sâu căn, tịnh niệm tiếp nối mới là vô thượng diệu pháp, thích hợp khắp hết thảy căn cơ, thường chúng hạ, cả phòng lẫn thanh. Hãy nên biết rằng nhiếp chọn chú trọng tại nghe, dấu niệm thầm trong tâm cũng vẫn phải nghe. Bởi lẽ trong tâm khởi niệm liền có tướng của tiếng, tài chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình vẫn rành rẽ rõ ràng. Nếu có thể nghe được từng câu từng chữ rõ ràng, thì sâu căn đều quy về một. Hễ nhị căn được nhiếp, thì các căn không cách nào rong ruổi theo bên ngoài, có thể đạt đến nhất tâm bất loạn. So với tu những pháp quán khác, thì pháp niệm Phật ổn thỏa, thích đáng nhất, ít tốn sức nhất, khi lý khế cơ nhất. Người niệm Phật hãy nên cùng kính chí thành, từng câu từng chữ trong tâm niệm cho rõ ràng, rành mạch. Miệng niệm cho rõ ràng, rành mạch. Nếu làm được như thế, dẫu chẳng thể hoàn toàn, không có vọng niệm, nhưng cũng chẳng đến nỗi quá đáng. Có lắm kẻ chỉ mong lẹ, mong nhiều, thuận miệng niệm ào ào, cho nên không có hiệu quả.
Nếu có thể nhiếp tâm thì mới gọi là người thật sự niệm Phật. Khai thị số 2, Tổ sư Ấn Quang khai thị về niệm Quán Thế Âm và trì thần chú Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát có những duyên lớn với ta bà. Ngoài việc niệm Phật ra, trì thêm danh hiệu Quán Âm cũng được, hoặc kim trì các chú Lăng Nghiêm, Đại Bi, vân vân cũng đều được cả. Này sống tại chỗ thường có phi cơ bê tới, hàng ngày tụng chú Đại Bi, niệm Phật và niệm Quán Âm. Nếu chẳng dám ở lại, trốn sang phương xa, há chẳng khiến cho người khác chê cười ư? Quan chỉ chơi trội một thân, đi hay ở đều chẳng ăn nhầm gì. Người niệm Phật thật sự, chuyện nhất niệm Phật thì thành Phật còn có thừa. Tu hành cố nhiên coi chuyện nhất là quý, nhưng người chân thật niệm Phật hay niệm thêm Quán Âm thì cũng có thể giúp cho việc niệm Phật. Vì sao vậy? Phật độ chúng sanh vẫn cần Quán Âm phụ giúp thực hiện, huống chỉ chúng ta thượng cầu hạ hóa kim niệm Quán Âm hả có lời nào chẳng được ư? Lời ông hỏi đều là chẳng hiểu lý, nên trở thành cái thấy hẹp hòi, chỉ thấy một phía, chẳng biết còn có một phía khác. Tuy Tư Châu bị ném bao nhiêu lần, có người khuyên Quan đi sang chỗ khác, nhưng Quan nghĩ sống chết có mạng, so với chuyện bị kinh sợ chết đường đi, sao bằng ở y bất động, bị chú bông chết sẽ yên vui. Vì thế nhất luật dùng lý do này để mà từ khước. Hằng ngày chỉ niệm Phật và niệm Quán Âm, niệm chú Đại Bi để làm căn cứ hộ quốc, hộ dân và bảo vệ chính mình. Nếu như định nghiệp khó thể chống tránh, bị chúng bông chết sẽ liền vãng sanh. Đấy cũng là điều mong mỏi vậy. Chỉ chẳng nghe lời khuyên bỏ sang nơi khác, bởi đấy là đã khổ còn chồng thêm khổ. Khai thị số 3, Tổ sư Ấn Quang khai thị về bảo thân tiết dục. Chuyện sắc dục là bệnh chung của người trong cả cõi đời, chứ không riêng gì hạng trung hạ căn bị sắc mê hoặc. Dù là người thượng căn, nếu chẳng luôn cảnh cánh giữ gìn, luôn nghĩ kinh sợ thì cũng có khỏi bị mê hoặc. Thử nghĩ xem, từ xưa đến nay bao nhiêu hào kiệt lỗi lạc không làm thánh làm hiền, chỉ do chẳng phá được cửa ái này, đâm ra thành kẻ hạ ngu bất tiếu, lại còn bị vĩnh viễn đọa trong ác đạo chẳng biết là bao nhiêu. Trong kinh Lăng Nghiêm nói, nếu chúng sanh thuộc số đường trong các thế giới, tâm chẳng dâm sẽ chẳng bị sống chết tiếp nối. Ông tu tâm mùi vốn đệ thoát trần lao, dâm tâm không trừ chẳng thể xuất trần được. Người học đạo vốn đệ thoát lìa sanh tử, nếu chẳng đau đớn chức trừ bệnh này thì có thể liễu sanh thoát tử. Ngày như pháp môn niệm Phật tuy có thể đới nghiệp vạn sanh, nhưng nếu tập khi dâm cố kết sẽ bị cách ngăn cùng Phật, khó thể cảm ứng đạo giao. Muốn tuyệt các họa này không gì bằng trông thấy hết thảy nơi nhân, điều khởi thân tưởng, oán tưởng và bất tình tưởng. Một thân tưởng là thấy người già có như mẹ, thấy người lớn hơn có như chị, thấy người trẻ hơn coi như em gái, thấy trẻ nhỏ coi như con. Dục tâm dẫu lừng lẫy chẳng dám khởi ý niệm bất chánh đối với mẹ, chị, em và con. Xem hết thầy nữ nhân đều là mẹ, là chị, là em, là con của mình, thì lý bèn chế ngự dục, dục không do đâu phát khởi được. Hai, oán tưởng là phàm thấy cái đẹp bèn khởi tâm ái, do tâm ái đó bèn đọa ác đạo, chịu khổ bao kiếp chẳng thể thoát lìa. Như thế thì những gì gọi là bi lệ kiều mị soi ra còn độc hại hơn giặc cướp
cọp sói, rắn độc, bò cọp độc, phê xương, trầm độc gấp trăm ngàn lần. So với những oan gia cực đại ấy, vẫn cứ quyến luyến mơ tưởng há chẳng phải là kẻ mê gấp bội ư? Ba, bất tình là vẻ đẹp lộng lẫy động lòng người, chỉ là một lớp da mỏng bên ngoài. Nếu bóc lớp da mỏng ấy đi thì chẳng dám nhìn xương thịt, máu mủ, phân tiểu, lông tóc đầm đìa đồng ròng tròn, không có vật gì đáng cho người khác yêu mến được. Nhưng do lớp da mỏng bao bọc nên lầm sanh ai luyến, bình đẹp đặng phân người ta chẳng muốn nâng niu. Này lớp da mỏng của mỹ nữ chẳng khác gì cái bình đẹp đẽ, những thứ được bọc trong đó còn gâm ghiếc hơn phân nửa. Hà nên yêu mến lớp da mỏng bên ngoài, quên đi những thứ bẩn thỉu chữ bên trong da, lăng mang khởi vọng tưởng ư? Nếu chẳng khăng khăng khi sợ đầu đấu chờ khử tập khi ấy, sẽ chỉ thấy tư chất mê lệ khiến cho buổi tình ái lọt thấu xương, chẳng thể nhổ ra được. Vào trong bụng người nữ còn tạm được, chứ vào trong bụng xuất sinh cái biết làm sao đây? Thử suy nghĩ đến điều này, tâm thần kinh hãi. Nhưng muốn thấy cảnh mà chẳng khởi nhiễm tâm, thì phải trong lúc chưa thấy cảnh thường khởi ba thứ quán tưởng này, thì cái cảnh sẽ tự có thể chẳng bị cảnh truyền. Nếu không, dẫu không thấy cảnh, ý vẫn vấn vương, rốt cuộc vẫn bị tập khí dâm dục ràng buộc. Vì thế phải nỗ lực gột trừ các tập khí ác nghiệp thì mới có phần được tự do. Mới ngoài lúc làm việc ra, chuyện tâm niệm danh hiệu Phật, sáng chiều đổi chức Phật, cạn lòng thành, tận lòng kính, khẩn thiết sám hối tội nghiệp từ vô thị đến nay. Hành như thế lâu ngày sẽ có lợi ích, chẳng thể nghe bàn mà không hề hay biết. Kinh Pháp Hoa dạy, nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, thường cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa dục, sân hận, ngu si cũng thế. Cho vậy ta biết rằng, chí thành niệm tín hiệu Phật A Di Đà, Quán Thế Âm Bồ Tát, thì ba hoặc tham sân si sẽ tự tiêu trừ. Thêm nữa, cõi đời nay đang hoạn nạn, ngoài việc niệm Phật ra, cần phải niệm thêm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, trong âm thầm sẽ có sự xoay chuyển chẳng thể nghĩ bàn, ngõ hầu chẳng đến nổi khi túc nghiệp hiện tiền, không cách gì đối phó. Lại nên thường đọc những sách dạy về kiên dâm, nhân quả báo ứng, xa lìa những bạn bè cuồng loạn phóng đảng hèn tệ, thì trong tâm sẽ được chánh, sự dù hoặc bên ngoài sẽ dứt tuyệt, sẽ tự có thể thành tựu tịnh nghiệp vậy. Hãy nên gắn lên. Dạ, thưa đến đây là kết thúc ạ. Dạ, A Di Đà Phật. Mỗi buổi sáng công phu xong rồi la lạy tổ sư Ấn Quang, bên đó có cái tượng bằng đá, bữa nặng đưa lên bàn thờ, 7-8 người mới đưa lên được, đá đông nước, khắc nguyên cái tượng của ngài bằng đá, tượng cốt. Mỗi lần con giảng, con đều ghi cái lời, chép ra cái lời của tổ Ấn Quang để thầy tánh đọc. Mà thường giảng những cái lời dạy của ngài, bởi vì cái sự tinh nhuệ và cái sự sâu sắc và những cái ngôn từ của ngài quá tuyệt. Đọc đi rồi mình mới thấy rất hay. Những cái câu mà chúng tôi thường nói với thầy: ngàn sông cả nước, ngàn trăng soi, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Vừa là dễ hiểu mà vừa là sâu sắc, mà văn phong của ngài hay. Ai hiểu ra nổi cái việc mà có sông, có nước, rồi có trăng, mình nhìn thấy như vậy mà mình nói ra được cái ngôn từ này nó khó. Có phải ngàn sông có nước, ngàn trăng soi không? Sông nào có nước là trăng nó soi, mà sông nước mà càng trong là trăng càng tỏ. Nước đục là trăng mờ, mà nước nhăn, nước nó sống nó nhăn là trăng mờ.
Nước đó tượng trưng cho cái tâm của mình. Muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Những bước chân của mình đi trong một khoảng không gian không khởi niệm, không để lại dấu tích. Lời nói của Ngài coi như là một số các vị tu thiền vừa mở miệng ra cái là Ngài biết cảnh giới đến đâu. Ngài nghĩ do ông triệt ngộ rồi, ông chưa triệt chứng, tham sân si nó vẫn khởi hoạt sát trộm dâm, là ông vẫn đọa lạc. Ngộ với chứng nó cách xa một trời một vực. Cho nên cái sự khai thị của Ngài kinh khủng lắm. Thành ra quý vị mà phải lấy bộ văn sao làm gói đồ dừ đi, rồi quý vị thấy cái công hiệu đặc biệt. Trong đó Ngài có nói đến cái đoạn gọi là mình đừng làm kẻ cùng tử lang thang thiếu thốn, mà làm con ông phú trưởng giả đi. Nhận mình là con ông phú trưởng giả là thấy đủ rồi đó, dư của cải xài rồi, đúng không? Mình nhận mình là cùng tử là sao? Đi đâu cũng thấy thiếu thốn, rồi đi đâu cũng thấy thiệt thòi, đi đâu làm gì mình cũng thấy lỗ lã, rồi đi đâu mình cũng thấy mình quơ quét vô để cho mình được nhiều hơn. Chính cái tâm này là con có là làm kẻ cùng tử đi lang thang. Mà đã là cùng tử rồi là phải khổ, khổ cực kỳ khổ. Hôm bữa đi qua bên Trung Quốc, như là năm 2012-2013 đi qua thỉnh tượng Phật, đi với mấy anh Phật tử ở Hà Nội. Hôm qua đó gặp cái ông ăn xin, cái chân ông nó quẹo lại với nhau, người ta chở đi thôi chứ không có bước đi được. Hai cái chân nó chút xíu xíu đó, nó co lại với nhau. Ông ngồi dọc đường, tôi qua bên bên Tô Châu á, ông ngồi ông niệm A-mi-thu-phổ, 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 ngồi ăn xin mà đi tìm Phật. Ăn xin cao cấp thiệt, ăn xin mình niệm Phật. Đi ngang qua cái thấy nói dũng dũng dũng, trở lại. Thì anh này anh biết tiếng Trung Quốc á, hỏi sao mà ông ngồi ăn xin ông niệm Phật. Kêu con ông thầy đó, ông chỉ, ông kêu thôi cứ niệm Phật đi, ai cho được nhiều cho. Chứ nếu giờ mình ngồi mình trông chờ, cứ đưa cái túi ra xin, đưa cái mũ ra xin, cứ ngồi xin, nhiều lúc người ta không cho rồi mình thấy trong lòng nó không có yên. Cho nên cảm ơn ông thầy đó, ông chỉ ngồi ăn xin mình niệm Phật thì nó sẽ an vui lắm. Cho nên mình ra nghe ông thầy đó, từ khi ra ngoài đường ngồi ăn xin niệm Phật mà thấy nó vui. Ông nói bằng tiếng Tàu vậy đó. Thì lúc đó mình nghe mình cảm động đó, thôi múc móc cái đồng tiền đó đưa cho ông, nó cũng khá khá lớn một chút. Thì hỏi ông niệm Phật như vậy nó có khang tiếng không? Ông kêu bước đầu thì nó có khô môi, nó khang tiếng, mà bây giờ càng niệm cái tiếng càng rõ. Hỏi mỗi ngày bao nhiêu? Ông kêu là sáng 2 tiếng, chiều 2 tiếng. Ra để ngay cái gốc cây đó, cái bờ đó, rồi bắt đầu ngồi niệm 2 tiếng. A-mi-thu-phổ, 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 A-mi-thu-phổ. Là A-di-đà-phật á. Niệm 2 tiếng cái bắt đầu có người trở về. Cái mẫu người của ông ăn xin này bây giờ ở trong đầu lại nhớ cái ông ăn xin này. Cái ông ăn xin đó nghe, ông còn niệm Phật được do có người chỉ. Hôm nay không phải ăn xin mà không niệm Phật được là lý do gì? Lý do gì? Chưa thấy cái lợi. Bây giờ ông ăn xin, ông ngồi, ông xin không có tiền, ông cái tâm ông nó bất an, nó đau khổ quá đi. Cho nên ông niệm Phật thì cho cũng tốt, không cho cũng tốt, bởi vì cái tâm ổng niệm Phật nó an vui. Có cái lợi chứ, nhìn thấy cái lợi. Còn bây giờ mình thấy cái lợi là công việc làm ăn, hoặc là chuyện tính toán, hoặc là cái gì đó, gì của mình đó, mình thấy nó có lợi, cho nên thành ra mình quên niệm Phật. Đúng không? Coi lại đi. Hoặc là suy nghĩ lo, mình suy nghĩ cái gì đó, mình suy nghĩ cái gì đó, mà dẫu cho được cái gì đó đi, được cái gì đó đi, rồi xài bao lâu? Một đời này là bao lâu? Ví dụ như hôm nay thầy ngồi thầy suy nghĩ cái chuyện xây chùa đi. Cái chuyện này nó khó. Có tiền, có bạc, rồi có đại chúng, xây đúng vào cái lượng người sử dụng. Ví dụ cái nhà tăng đó 4 tầng. 1 tầng là cái nhà khách, 1 tầng mấy chú ở, 1 tầng mấy thầy ở, 1 tầng thầy ở với mấy ông thị giả, rồi mấy hòa thượng đồ về cũng có cái chỗ để ở, là 4 tầng, 100 người ở trong đó. Là vừa đủ sử dụng, đúng không? Vừa đủ sử dụng. Đó là cái y báo. Còn chánh báo là mình đủ khả năng để mình làm. Rồi nó hợp pháp đất đai, chính quyền, tôn giáo, giáo hội cho. Rồi qua cái nhà khách cũng đủ số lượng Phật tử ở. Rồi trên nhà khách có một cái phòng hộ niệm mà thầy hay nói vui là 5 sao.
rồi thêm một cái tháp thờ bảy vị Phật là tháp bảy tầng với chánh điện là nó vừa đủ để mình dùng. Lẽ là đôi khi nó dư, tức là nó đủ nhân duyên. Nhưng mà mình nếu mình suy nghĩ nó được đi, rồi để làm gì? Có ở đời ăn kiếp ở đây được không? Nếu mình suy nghĩ được như vậy thì cái, ngoài cái việc mình suy nghĩ làm chùa, mình phải tu. Đúng không? Bởi vì cái tu là cái gốc để mình về cực lạc. Mà chính là cái tu đó, trì chú hàng ngày 100 biến hoặc 75 biến gì đó, hoặc là niệm Phật, niệm Quan Âm, khởi niệm thiện giúp cho mọi người, thì mình lấy cái công đức này hồi hướng về cực lạc, hoặc xây chùa cho chúng ở, đồ phòng hộ niệm, đồ chùa vân vân. Thì sở dĩ hôm nay được cái quả này là từ nơi cái nhân niệm Phật. Nếu mà mình chạy theo cái quả để mình lo cho cái quả là cái cảnh giới này mà bỏ niệm Phật là mình chạy theo ngọn mà bỏ gốc. Đúng không? Từ cái việc xây chùa cho đến cái việc của quý vị cũng vậy thôi. Nếu ai không có công việc gì làm ăn nữa hết thì quá tốt rồi. Quá tốt rồi, quá tốt cho mình rồi. Quá tốt là dành cái thời gian này để niệm Phật. Nhưng mà một mình niệm không vô thì cần phải có chung. Quý vị coi hàng ngày mình làm gì, có phải bỏ gốc chạy theo ngọn hay không? Niệm được bao nhiêu câu? Thầy hay ngồi thầy tính toán. Cho nên nếu mình muốn làm con ông trưởng giả mà nhận Đức Phật A Di Đà là vị trưởng giả, và vị trưởng giả này quá siêu tuyệt, không cần phải ở cực lạc ném tiền cho mình mà cho mình danh hiệu gọn gàng nhẹ nhàng giống như viên ngọc quý. Mà viên ngọc quý nó quý hơn một bao tiền đúng không? Một bao tiền nó nhiều sách đi lĩnh cỡn, nó mệt chết đi. Lấy viên ngọc quý đổi ra muốn dùng lúc nào là ứng hiện liền. Đúng không? Quá hay. Phật Di Đà cho mình cái danh hiệu là quá hay. Mà nhận danh hiệu là mình là con của Đức Phật A Di Đà rồi thì trời ơi, con ông phú trưởng giả thì ai mà bằng được. Dầu cho người đó là nghèo sơ, nghèo sát, nghèo mạt, nghèo tàn, nghèo ho ra cho đi, nghèo quá nghèo đi, không có tiền nhưng mà tâm họ an vui là họ giàu rồi. Giàu cho đứa ngư đó người ta giàu tỷ phú, tỷ phú, tỷ tỷ phú đi nữa mà thấy lúc nào cũng thiếu thốn, bươn chải. Sáng mà đi ra để mà có được một buổi ăn giống như là mấy thầy, mấy chú Phật tử ngồi trong chai đường thì không bao giờ có. Đổ ly cà phê vô bắt đầu ngồi lên xe chạy 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 ra công trình. Họ cầm bánh bao ngốm nghiếm cho xong để ra công trình. Như ma đuổi thì có gì đâu mà sung sướng đâu. Đâu phải là giàu có là sung sướng đâu. Là bởi vì thấy nó không có đủ. Thì thôi nó có gì có thì từ từ chứ làm gì đâu mà nó. Rồi tối ngủ không chịu ngủ bắt đầu suy nghĩ. Trời ơi, sao ngồi vậy? Có phải con phú trưởng giả không? Hay là kẻ cùng tử khổ đau lang thang? Bây giờ mình tu mình cũng khác hơn người ta một chút chứ. Mỗi một ngày là thầy tối bụi công chuyện. Bước ra một cái công chuyện mà vừa vô cái là thầy nghe Nam Mô Di Đà Phật trong cái máy mà công nhận hay nha, mở máy niệm Phật ngủ mà mình thức dậy mình nghe tiếng niệm Phật mà trong đêm ngủ đó không thấy một cái ác mộng, mà không thấy mộng gì luôn mà cái tâm thanh tịnh rồi mình mới thấy mở máy niệm Phật nó hay. Mà vừa vô Nam Mô Di Đà Phật mở mấy câu trong máy trong tâm niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, mà thường thầy mở máy niệm Phật là trong tâm thầy thích niệm Quan Âm. Niệm Quan Âm mấy câu cái là vô giấc ngủ. Mà bữa nằm hít thở sâu thì ngủ nó sâu, sâu gì đi nữa cũng 1 giờ 1 rưỡi không có hơn. Thức dậy trời ơi, sướng dữ người ta. Trời nó an vui vậy ta. Nhờ có mở máy niệm Phật, nhờ niệm Quan Âm. Rồi hàng ngày trước khi mình ngủ mình tụng đại bi, mình niệm Phật nữa. Ủa sao mình sung sướng vậy ta? Có tiền cũng an vui mà không có tiền cũng an vui. Xây chùa cũng an vui mà không xây chùa cũng an vui. Thì mình phải là cái gốc niệm Phật là nó là chủ lực không? Là quan trọng không? Nhưng mà bây giờ mình chưa thấy nó là quan trọng. Cho nên thành ra mình rất là dễ dàng bỏ. Bây giờ bỏ thì sao? Mở máy ra nghe. Mở máy ra nghe. Không? Nghe câu Phật hiệu thành kính y nhang như là niệm. Một câu đó chui vào A-lại gia thức. Bắt đầu tiêu tội và tăng phước huệ rồi đó. Cái gốc là cái chỗ này. Nghe nhiều gì đi nữa mà bỏ công phu là thua. Quý vị tính toán giỏi gì đi nữa, làm cái ông gì ở đây, tỷ phú gì ở đây đi nữa thì quý vị cũng bỏ lại thôi. Cái đồng tiền đó không kéo dài thọ mạng nếu quý vị không biết chuyển qua một cái loại công đức phóng sanh ha. Mở nhà hàng chay ăn miễn phí với ông Lý Mộc Nguyên đó, cho ăn miễn phí từ sáng đến chiều.
mà ông mất rồi bây giờ vẫn giữ duy trì cái việc ăn miễn phí từ sáng đến chiều ở bên Singapore cư xử lắm. Ăn ngon á nha. Họ lấy đồng tiền ra họ làm cái chuyện này. Cho nên là những người này họ phải thực sự có căn lành họ mới làm được, chứ còn không họ làm không nổi. À, bây giờ muốn làm phú trưởng giả không? Làm con phú trưởng giả nha. Làm con phú trưởng giả thì phải thường nhớ cha chứ. Quên cha cái là không làm phú con phú trưởng giả. Nhớ cha thì phải thường nghĩ đến cha chứ. Thường nghĩ đến cha thì phải thường niệm đến cha chứ. Phải không? Con theo cha Di Đà về quê hương yêu dấu. Con theo cha Di Đà về quê hương tuyệt vời. Đúng không? Muốn không? Thực sự hôm nay thầy nói không phải là khô môi mới múa mỏ đâu. Trong lòng của thầy không thấy thiếu. Thực sự là không thấy thiếu. Không phải mình kêu mình tiền nhiều mình không thấy thiếu. Từ cái lúc cơ hàng đói khát 2007 không gạo nấu cũng không thấy thiếu. Vì sao không có gạo nấu mà cũng không thấy thiếu? Cho nên thành ra mới thấy mình chuyển sang niệm Phật đó. Chứ nếu mà thấy thiếu là niệm Phật không nổi đâu. Thực sự nếu mà 2007 mà không mở pháp hội là có thiếu đến bây giờ. Mà đã thấy thiếu đến bây giờ rồi thì cảnh giới này không thể thay đổi được. Không cách gì mà thay đổi được hết. Cho nên thành ra cái cách của thầy nói để cho quý thầy dùng, không phải thầy tự khoe. Gặp người là thầy muốn giúp. Không khi nào khởi một niệm lên là muốn người đó để cúng cho mình. Như cái cô hôm qua cô nói thầy tìm chồng cho cổ mang về lại đó. Rồi cuối cùng cổ cúng á, thầy kêu thầy chưa giúp được thì thôi khỏi cúng. Mà dẫu giúp được đi nữa thì cuộc sống của cô, của con bây giờ đơn chiếc quá, thôi khỏi cúng. Không phải mình kêu mình nhiều tiền quá mình không cần, nhưng mà mình biết được cái tâm lượng của họ, mình nói khổ như vậy thì họ có cơ hội họ quay lại với mình để mình độ. Ha. 11 giờ kém 5 phút. Giờ thông báo một số công việc chút xíu thôi. Tức là hôm nay ngày 15, 18 sáng 4 giờ thầy tu với đại chúng, 5 giờ để thầy minh một số các thầy biết chuẩn bị máy móc cho toàn bộ ngồi ghế. Tụng một thời kinh Di Đà xong niệm Phật một chút, thầy có một buổi giảng. Bữa đó thầy biện sẽ mời vợ chồng của anh chàng đó khá là đặc biệt, có sự cảm ứng cũng màu nhiệm ha. Và thầy biện sẽ sắp xếp để mà ảnh vào, để khi thầy giảng xong có một cái việc Phật pháp nhiệm màu. Mà hôm qua thầy biện, nhân biện ở chùa Ngọc, thầy nói thầy cũng cảm được. Bây giờ cái việc này là sự thật, có cái sự màu nhiệm cảm ứng. À, một cái ông mà hôm bước ông trì chú đại bi mà ông uống thuốc diệt cỏ mà cuối cùng ông chết, bữa nay ông khỏe quá chừng luôn. Ông ở ngoài chùa Ngọc, ông ở Hà Nội. Cho nên bữa thầy biện thầy vô đây, thầy thăm thầy, thầy nói một câu mà thầy cảm. Thầy kêu từ si khi con nghe lời sư phụ, sáng 25 biến đại bi, chiều 25 biến đại bi, nó khác dữ lắm. Bây giờ con không biết nói với sư phụ là khác làm sao. Khi mà thầy nói câu đó ra thì Giác Nhàn đồng cảm được. Đồng cảm được cái việc mà cái con người mà như hồi nãy thầy tánh đọc đó, hàng ngày phi cơ bay luyện như vậy đó, thả bom đùng 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 vậy đó, tôi niệm Phật, niệm Quan Âm, trì chú đại bi để hộ thân mình, để hộ quốc và hộ tâm. Thường người niệm Phật trì đại bi, họ có một thời khóa buổi sáng, họ ra bên ngoài, họ không có sợ người khác hãm hại họ. Cái lực vô ý, cái tâm bình thản của họ và cái sức định của họ cũng như mọi công việc, họ rất tự tin. Rất tự tin. Mà thiếu công phu một thời gian rồi bắt đầu mình thấy cái sự tự tin mình mất. Lạ như vậy đó. Cái công đức nó bảo bọc cho cái tâm mình để mình có sự tự tin, để mình làm việc, mình đối duyên xuất cảnh, để mình coi như là sinh tồn mà. Cho nên ngài mới nói là hộ thân, hộ tâm, hộ quốc. Phải giữ thần chú đại bi. Còn nếu mà mình niệm Phật mà nó an định được thì cứ niệm Phật. Nhưng mà riêng tổ ông Quang thì mỗi tối là 25, 50, 75 đó. Thầy thì bây giờ phải 100 mới đủ cái liều để thầy dùng cho công việc để làm chùa. Thiếu một cái là thấy tính toán nó có trục trặc và tự nhiên mình nhăn nhó, mình khó chịu với các thầy các chú đó. Thầy thấy đó. Chứ không phải đơn giản như nó. Rồi về cái việc mà... sáng 18 xong rồi là 7 giờ mình ăn sáng xong là 8 giờ rưỡi bắt đầu là quý hòa thượng xuống để chứng minh, làm một cái đàn lễ chạy đàn chẳng tế niêm hương bạch Phật. Xong rồi cái là quý thầy Huệ là tụng thời kinh niệm Phật, đến trưa là mình làm cái
lễ cúng ngọ Ban Kinh Sư, xong cái mình có cái lễ phóng sanh 50 triệu, có câu chuyện ở bên Gia Lai của Phát Tâm rồi đó, 50 triệu một số Phật tử đi một ít thôi, còn ở lại ăn cơm nghỉ ngơi, rồi chiều 1:30 cúng trai đàn chẳng tế bạc độ đến 5:30. 5:30 xong rồi cái bắt đầu mình nghỉ ngơi chút, 6:30 thầy Tánh hướng dẫn lại 300 lạy. Sáng 19 là bắt đầu dẫn nhàn hướng dẫn lại, lúc 3:00 là 200 lạy xong giảng một thời. Rồi đến 8:30, 5:00 đến 7:00 giảng ăn sáng rồi xong, 8:30 rồi bắt đầu là làm một cái lễ đặt đá. Xây cái chùa. Làm một cái lễ đặt đá từ 9:00 đến 10:00, 10:30 xong là lên cúng dường trai tăng. Chiều hôm đó là 1:30 là cúng đến 6:30 luôn. Qua hôm sau là bắt đầu dọn dẹp đài tâm thánh, Phật đồ gom lại hết, mang xuống cúng dường cho Thượng Tọa Nghiêm Tâm ở dưới chùa Hội Phước. Mình dọn dẹp rồi xong hết ngày 22, cộng tu bên đó cúng thí thực một lần nữa là bắt đầu múc móng để làm. Trong vòng có một năm hơn là phải xong cái chánh điện. Ba tầng, cái chánh điện ba tầng. Làm lên là cái tầng trên đó là để cộng tu, tầng dưới là giảng đường, tầng dưới nữa là trai đường để nấu nướng sạch sẽ gọn gàng tươm tắp. Chứ bây giờ đây chánh điện dồn vô chung với giảng đường luôn. Bây giờ đây đông quá rồi thì bây giờ ngồi ghế tu, chứ đi kinh hành cũng được, lại cũng được. Bây giờ có chánh điện là mình tu ở trên chánh điện, đi kinh hành lễ Phật, rồi xuống tầng dưới là có ghế nệm ngồi êm, mở máy điều hòa mát như cực lạc. Giờ ngồi đông như vậy nó nóng, nãy giờ thầy cũng tháo mồ hôi nè. Tháo mồ hôi là nói cái nhiệt độ nó tăng lên, cái mồ hôi nó đổ ra, nhưng mà trên xứ lạnh mồ hôi đổ ra tốt. À, nhưng mà riêng quý vị sợ nóng quý vị chịu không nổi, cho thành nên mở máy lạnh nó mát. À, làm mấy điều hòa trung tâm cho thiệt mát vô, sợ mát quá ngủ nữa nó mới chết chứ. Rồi xuống nhà ăn một cái là thôi, trai đường nó đẹp trang nghiêm. À, cái cảnh nó ở trong đầu và làm vì đại chúng. Phải làm vì đại chúng. À, cho nên mình ra thôi. Ngày hôm nay là cái niềm vui của thầy nhân cái ngày Chủ Nhật, chỉ còn lại 2 ngày nữa là 16, 17 là bước sang 18 là vô lễ rồi đó. À, để thông báo để cho quý thầy biết, nhất là quý thầy trong chùa là bao nhiêu công suất là lấy hết ra làm để mà lo cho cái lễ. Thầy biện thầy vô thầy cấm đến 19:10 xong thầy nằm lăn quay ngay chỗ cái bục đặt đá, thầy nằm ngủ luôn, 2:00 thức dậy cấm tiếp. Coi như là đã làm là phải làm cho tới nơi. Mà khiến sao cái hội trường thầy cũng không nghĩ ra mình làm được như vậy. Cứ hàng ngày cầu Phật Bồ Tát. Chút nữa quý vị đi ngang với quý vị ngắm nữa coi, nhìn đẹp lắm. Nhìn trang trí rồi quý hòa thượng ngồi bên trên, rồi quý thượng tọa ngồi dưới, rồi chính quyền ban tôn giáo công an tỉnh rồi ngồi, rồi quý thầy ngồi tăng ni, rồi ở trong đó một cái đàn chuẩn bị 17 là họ lập một cái đàn chẩn tế ngũ phương đẹp lắm, mái đồ che vô nhìn bông hoa là như cực lạc. Chú Hải Gia Lai ông kêu con qua con nhìn không ra cái chùa nữa, lúc trước gì đâu mà nhà nó lượm thượm tùm lum hết trơn, bên đây sang bằng hết trơn rồi. Có phải là cảnh giới này do tâm biến hiện, cảnh do tâm chuyển đúng không, tướng do tâm sanh. Nhưng mà niệm câu Phật hiệu, niệm thần chú đại bi, niệm Quán Âm thì cái tâm nó chuyển mạnh thì cái cảnh này nó chuyển mạnh. Mà nhất là đại chúng mình đông như vậy nữa thì thôi rồi, chuyển rất là nhanh ha. Thì thôi giờ là đúng 11:00, trong 1:30 đồng hồ thì hôm nay thầy chia sẻ những cái lời này, quý vị nên nhớ cố gắng để mà mình áp dụng, mình thực hành, mình tu tập cho tốt. Mỗi người là mỗi biểu pháp trong gia đình. Bữa nay mình về mình là biểu pháp cho ông chồng, cho người vợ, cho người con. Muốn làm biểu pháp tốt là mình phải làm sao cho một con người thực sự là tốt, cung kính họ. Họ nói mình sai, dầu không sai cũng xin lỗi, cũng xin lỗi luôn, cung kính đến cùng cực. Có một bữa thầy gặp vợ chồng đó, anh đó cũng còn trẻ, thầy mới nói gì chung với gia đình là kêu lỡ mà ảnh mà coi như là gặp một cô khác, ảnh thích người khác, con hoan hỷ, coi như phước duyên mọi thứ đến đó là vừa phải đủ, ảnh theo người khác mình cũng vui vẻ, cung kính ảnh như Phật luôn. Cái này khó nha, cung kính như Phật luôn. Làm được không? Nếu không làm được thì vẫn là kẻ phàm phu. Họ phụ bạc mình, chắc đời trước mình cũng phụ bạc họ. Hoặc giả mình không đủ phước để mà mình lo lắng cho họ, và duyên phận đến đây hết, mình vui vẻ.
có con đường để mình đi, đó là con đường để về Tây Phương Cực Lạc, không phải lo. Thực sự hôm nay thầy nói trước đại chúng, lỡ quý thầy thì thấy cái thân phận của giác nhàn không đáng nương tựa, phước báu cũng không có, trí tuệ cũng không có, lo bổn phận coi như là không có bổn phận đối với thầy, với mọi người coi như là đại khái không đáng nương tựa, đi thí dụ vậy ha, hoan hỷ, hoan hỷ, không có cái gì mà mình phải tiếc nuối. Nếu thực sự họ ở lại thì mình lo cho họ trọn vẹn, họ quyết định đi thì mình rất hoan hỷ, mà đi họ thành công thì mình cũng chúc mừng, mà không thành công thì mình cũng gì, hoan hỷ, đúng không? Hoan hỷ. Sống ở cõi này không có gì hết trơn, không có gì mình để mình chấp nhất hết trơn, để mình lo mình theo Phật, mình về với Phật. Cái duyên phận đến đâu mình làm đến đó. Cái này thực sự nói bằng tâm chân tình chứ không phải khô mô múa mỏ đâu. Nói như vậy để quý vị về sống với gia đình làm sao mà là tốt nhất. Chứ để không mà mỗi chủ nhật lên nghe pháp thầy giác nhàn mà về mà sống không ra gì hết trơn, cái chắc ông thầy ông giảng pháp cũng không ra gì, cho nên nhìn bà cũng chả ra chi. Họ chê tùm lum hết trơn đâu, họ chê mình đâu. Quý vị biết nãy giờ bao nhiêu cái ngôn từ, bao nhiêu ý tưởng, bao nhiêu lời tổ Phật. Quý vị biết là quý vị ngồi trong đây quý vị hưởng được một cái từ trường như thế nào không? Nãy thầy kêu thầy biện như là lên đây nghe, thầy sợ cấm hoa không kịp, thầy kêu cho con ở dưới. Nhưng mà thầy kêu buổi giảng này quan trọng, thôi thầy lên đi, thầy bỏ bông hết, thầy lên thầy ngồi thầy nghe. Cho nên thành ra thầy mong rằng cái buổi giảng này quý thầy thấy mà nó không lọt tai đi nữa, thôi cũng ngồi biểu pháp, ngồi ngủ cũng được không sao đâu, ngủ luôn cũng được không sao. Nhưng mà ngồi biểu pháp cho, ngồi biểu pháp để chứ không là kêu ông thầy giác nhàn mà ông ngồi ông giảng mà mấy thầy cũng không nghe nữa, bắt tôi nghe. Đó, đúng không? Mấy thầy mà ông còn chê mà ông không nghe nữa mà bây giờ bắt tôi nghe, mấy Phật tử người ta đánh giá đúng không? Nhưng mà hôm nay mấy thầy ngồi nhìn thấy cũng là trang nghiêm đúng không? Đông đảo đúng không? Đó, hoan hỷ. Thôi giờ coi như là hết rồi đó, nhưng mà có muốn nói nữa thôi để bữa khác đi. Nhớ cái bữa đó là Phật tử thì không có thiệp cũng về được. Có một số quý Phật tử nói thầy phát thiệp nhiều quá, bây giờ con không có thiệp về được không? Được. Còn riêng quý thầy thì có thiệp mới về nha. Mà không có thiệp thì về, một số đó thì không chuẩn bị kịp thì cũng cúng dường, cũng để một cái bàn nào bên ngoài đó, cho mà lọt vô bên trong để trai tăng thì đã chuẩn bị cho những người có thiệp rồi ha. Quý Phật tử thì không mời không thiệp cứ về không sao, dễ phục vụ lắm, nằm bờ ra hiên khách sạn, bờ ra sân gì là được hết đúng không? Còn mấy thầy thì nó khó lắm, phải dọn bàn ăn uống rồi phong bì trai tăng đồ, mà quá cái số lượng thì rất là khó lo. Cho nên mấy thầy với sư cô là phải hoan hỷ, không phải là mình khó khăn keo kiệt gì, nhưng mà về thì các thầy không mời á, thì mình phải có cái chỗ để mà tiếp nha. Đó là cái việc sắp xếp như vậy. Còn cái việc mà Phật tử thì chắc là về không có chỗ nằm nhiều lắm, bởi vì cái nhà trên kia cũng không có đủ. Biết cái lễ này là lễ lớn đó, cho nên thành ra về mình chuẩn bị trước mấy cái mền á, nằm quầy chỗ nào đó quấn lại rồi sáng rồi lót luôn để lại luôn. không có đủ để kinh nghiệm. Thôi giờ thỉnh quý thầy, quý Phật tử đứng dậy để hồi hướng rồi ra phóng sanh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Thank you.
Thank you.